chương 226 sư phụ trương thua rồi. Trong lúc nói, trương tuyền và đinh mạnh phúc bên dưới đã đánh nhau. Đám người trực tiếp nhường ra một khu đất trống rõ ràng, đinh mạnh phúc và trương tuyền cũng không dùng đến bất cứ binh khí gì, thẳng thắn dùng nắm tay đánh tới đánh lui. Bát quái 64 trưởng là chiêu thức lâu đời lưu truyền nội bộ, trong nhu có cương, nhìn một trưởng có vẻ như nhẹ nhàng nhưng trương tuyền cũng không dám cố đỡ lấy. Mà trương tuyền cũng tài giỏi không kém, mặc dù ông ta xuất thân bình dân nhưng kinh nghiệm phong phú, dám chém giết, lấy mạng đổi mạng, bất cứ lúc nào cũng chờ đánh ra một đòn chí mạng. Anh Đường Tuấn, anh cảm thấy trong bọn họ ai sẽ thắng? Thẩm Ngọc Nhu hỏi. Đường Tuấn nhìn qua, anh là tông sư cảnh giới chân khí, cảnh giới cao hơn, lập tức nhìn ra được sự ảo diệu khi hai người đánh với nhau, Trương Tuyền sắp thua. Ồ, Thẩm Ngọc Nhu gật đầu nhẹ. Đường Tuấn vừa nói xong lời này, lập tức rước lấy công kích của những người xung quanh thằng nhóc cậu nói cái gì đó sư phụ trương tuyền làm sao có thể thua được ông ta nhảy một cái đã cao mười mấy mét thật sự chính là bản lĩnh của siêu nhân tên họ đinh này sao có thể là đối thủ của ông ta đúng vậy đó tên nhóc cậu không hiểu cũng đừng nói lung tung coi chừng người ta cười rụng răng người xung quanh hầu như đều là đàn em của trần bá phước mù quáng sùng bái trương tuyền đương nhiên không chịu nổi khi trương tuyền bị đánh giá như vậy đường tuấn hừ lạnh một tiếng để lộ ra chút khí thế trên người, những người nói chuyện lập tức cảm thấy sự giết chóc mãnh liệt, lạnh lẽo thấu xương. Theo bản năng cách xa Đường Tuấn ra một chút, không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. đúng lúc này, giữa quảng trường đột nhiên xảy ra thay đổi khác lạ. hơi thở của Đinh Mạnh Phúc bỗng nhiên trở nên kỳ ảo, mờ mờ ảo ảo, khiến cho người ta không thể dự đoán được. Trường pháp vốn là người hoa mắt bỗng nhiên chậm lại, người trong quảng trường đều có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ tích khi đánh trường nhưng vẻ mặt Trương Tuyền lại cực kỳ chăm chú, hai tay đẩy một cái, cố gắng ngăn cản một trường này. Nhưng khi hai tay của ông ta vừa mới chạm đến bàn tay của Đinh Mạnh Phúc, lại phát ra một tiếng rắc, xương ở hai tay thế mà trực tiếp bị đánh nát, cả người rách nát như một bao cát bay thẳng ra ngoài. Trương Tuyền bị đánh vào trong đám người, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt mũi trắng bệch. Sư phụ Trương thua rồi. Sao, sao có thể có chuyện đó? Mọi người bên phía Trần Bá Phước không dám tin tưởng có mấy người theo bản năng nhìn về phía đường Tuấn, lẽ nào người này là miệng quạ đen sao? Cảm ơn, Đinh Mạnh Phúc lần nữa chấp tay về phía Trương Tuyền, lúc này hơi thở siêu phàm kỳ ảo trên người ông ta càng thêm nồng nặc, tựa như là thần tiên xuống trần, làm cho đám đàn em của Trần Bá Phước cũng không dám chỉ trích nhiều hơn. Audio điện tử võ tấn bền. Nói xong câu đó, Đinh Mạnh Phúc dường như có cảm ứng nhìn về phía đường Tuấn đang ở bên trong đám người, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt như đang chào hỏi anh chờ tôi đột phá ngày mai lại so đấu với anh bạn nhỏ môi đinh mạnh phúc khẽ nhúc nhích phát ra âm thanh chỉ có đường tuấn mới có thể nghe được làm xong những chuyện này cơ thể của đinh mạnh phúc khẽ di chuyển dùng thân pháp du long rời khỏi nơi này vừa nãy hình như đinh mạnh phúc nhìn sang bên này ánh mắt ấy làm cho tôi sợ tới nỗi tim suýt nữa ngừng đập luôn còn không phải sao có điều cái nhìn ban nãy của đinh mạnh phúc hình như là nhìn về phía thằng nhóc quỷ kia làm sao có thể Thằng nhóc quỷ kia có gì đáng để Đinh Mạnh Phúc nhìn một cái chứ? Nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu ta này, sợ là một cú nhẹ nhàng của tôi cũng có thể đánh chết cậu ta." Có người nói thầm với nhau, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn than thở trong lòng, bản thân mình đã bước vào cảnh giới chân khí, hơi thở trên người như đèn lồng ban đêm, người bình thường cũng không thể nhận ra được. Vừa nãy Đinh Mạnh Phúc đột phá tại quảng trường, cũng coi như là cao thủ cùng cấp cảnh giới chân khí, tự nhiên có thể phát hiện ra sự khác biệt của đường Tuấn. Chỉ là ông ta nóng lòng củng cố cảnh giới vì thế nên không có nán lại lâu thêm. Âu Dương Hồng Phượng đứng trên gác lửng cũng vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ đường Tuấn này là đệ tử của phái bát quái hay sao? Nếu không phải thì cứ gì trước khi đi Đinh Mạnh Phúc còn cố ý liếc cậu ta một cái. Âu Dương Hồng Phượng mạnh dạn suy đoán, chương 227 người như vậy thì có tương lai gì được. Cái nhìn của Đinh Mạnh Phúc trước khi đi đã biến Đường Tuấn thành mục tiêu công kích, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Đường Tuấn kéo tay Thẩm Ngọc Nhu đi tới phía trước đám đông, cùng sóng vai với Trần Bá Phước. Lúc này Trần Bá Phước đang cho người dìu Trương Tuyền đang nằm trên mặt đất đứng dậy. Cậu quen biết Đinh Mạnh Phúc, Trần Bá Phước nhìn thấy Đường Tuấn, không khỏi hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói, không quen biết. Lông mày Trần Bá Phước hơi nhíu hỏi, vậy tại sao ông ta lại đặc biệt chú ý đến cậu? trong lòng ông ta lo lắng, nếu như Đường Tuấn thật sự có quan hệ với Đinh Mạnh Phúc của phái bát quái, vậy thì ý tưởng của ông ta sẽ không còn người rồi. Đường Tuấn nói, ông ta muốn khiêu chiến tôi. Vừa dứt lời, toàn quảng trường bỗng trở nên yên tĩnh. Chuyện cười, chuyện cười lớn, Trương Tuyền lấy lại tinh thần đầu tiên, ông ta được hai tên đàn em của Trần Bá Phước nâng đỡ, khóe miệng còn có vết máu nhưng ánh mắt ông ta nhìn đường tuấn lúc này lại tràn đầy trào phúng và xem thường nói khoác cũng không biết viết nháp đinh mạnh phúc đã lên đến cảnh giới chân khí mà cậu còn đang dừng lại ở kỳ nội công chỉ bằng cậu cũng xứng để đinh mạnh phúc khiêu chiến đường tuấn nhún vai nói tôi đang nói thật ha 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 trương tuyền cười càng thêm to nói còn nói thật nữa vậy tôi hỏi cậu nếu đinh mạnh phúc khiêu chiến cậu vậy tại sao không trực tiếp đấu với cậu một trận ngay tại chỗ lấy thực lực của ông ta, một cái tát là có thể đập cậu thành thịt nát. Đúng đó, đúng đó, mấy tên nhóc nhỏ bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Tần Nhu bấy giờ mới phục hồi tinh thần sau niềm vui sướng của kẻ chiến thắng, nghe thấy Đường Tuấn nói như thế, lập tức châm chọc. Tần Nhu đi ra từ giữa đám người, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, tên họ Đường, tao thừa nhận võ công của mày không tệ, nhưng mày cũng không khỏi quá đề cao bản thân mình rồi. Với cái dáng vẻ này của mày, cho dù là 100 tên cũng không đủ để cho sư phụ đinh đánh. Đường Tuấn tùy ý cười, ha ha. Tần Nhu bỗng cảm thấy mình bị diễu cợt, có loại cảm giác dùng hết sức lực lại đánh vào đám bông, vô cùng khó chịu. Cô ta chỉ vào đường Tuấn giận dữ cười hỏi, được. Vậy mày trả lời câu hỏi của sư phụ Trương Tuyền đi. Bây giờ sư phụ Đinh đã là cao thủ tông sư chân chính, nếu khiêu chiến mày thì vì sao lại còn rời đi? Mày phải cho tao một lời giải thích hợp lý đó. Đường Tuấn nói khẽ, bởi vì ông ta biết trạng thái bây giờ của mình sẽ không thể đánh thắng tôi. Giọng điệu mặc dù thờ ơ nhưng cũng cực kỳ tự tin. Bầu không khí của toàn bộ quảng trường lần nữa cứng đờ, ngay cả Trần Bá Phước cũng có chút không dám tin mà nhì đường Tuấn. Dù ông ta đã từng trải sự đời, nhưng ra mặt lúc này cũng ửng đỏ, đường Tuấn này cũng qua biết thổi phồng rồi, người ta là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, làm sao mà không đánh lại một tên nhóc đang ở kỳ nội công như cậu. Sau một khoảng yên tĩnh quỷ dị, Tần Nhu dẫn đầu cười to châm chọc, làm quá đến ôm bụng, nhìn Đường Tuấn như đang nghe được một chuyện cười lớn, mày thật là quá biết pha trò rồi. Ngay cả lời như vậy mà cũng dám nói ra, cho dù sư phụ Đinh không có đột phá thì chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể ép chết mày, huống chi là bây giờ, thổi một hơi thôi cũng có thể thổi cho mày ngã. Âu Dương Hồng Phượng ở trên gác lửng hơi nhíu đầu mày, không ngừng cười lạnh. Xem ra mình đã đánh giá anh ta quá cao người này thế mà lại vô liêm sỉ tới trình độ này, cả loại chuyện hoang đường như thế mà cũng có thể bịa ra được, còn mặt không đỏ tim không đập nhanh. Người như vậy thì có tương lai gì được, chương 228 tôi sẽ cho ông chết ngay tại chỗ. Trần Bá Phước ho nhẹ một tiếng, kéo cánh tay Đường Tuấn, khuyên nhủ, Đường Tuấn, lời này không thể nói lung tung. Nên biết không được làm nhục tông sư, nếu như Đinh Mạnh Phúc ở đây, một trưởng đánh chết cậu cũng không ai dám nói cái gì. Trương Tuyền cười lạnh nói, nếu như tôi không bị thương nặng không thể ra tay thì tôi là người đầu tiên dạy dỗ cậu. Đường Tuấn nói Đinh Mạnh Phúc không phải là đối thủ của cậu ta, vậy chẳng phải chính mình bị Đinh Mạnh Phúc đánh bại lại càng không phải là đối thủ. Lời như thế này, Trương Tuyền làm sao mà nhịn cho được. Các người mới là vua nói khoác, anh Đường Tuấn sẽ không nói khoác, anh rất lợi hại. Thẩm Ngọc Nhu lo lắng, nỗ lực giải thích dùm Đường Tuấn. Tần Nhu lắc đầu, cô bé, cô còn ngây thơ quá, Bị anh Đường Tuấn của cô lừa gạt mà còn không tự biết nữa. Tôi khuyên cô nên cách xa người thế này một chút, tránh cho gặp phải tai nạn bất ngờ. Thẩm Ngọc Nhu còn muốn giải thích, nhưng cô ấy vốn cũng không phải là người giỏi ăn nói, càng sốt ruột lại càng không thể nói được lời nào. Nhìn thấy Đường Tuấn bị mọi người trào phúng, chỉ có thể nôn nóng, cuối cùng đỏ cả viền mắt, sắp khóc lên. Ngọc Nhu, giải thích những chuyện đó với đám người này làm gì? Đường Tuấn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt của cô ấy, dịu dàng bảo. Nhưng mà bọn họ, Thẩm Ngọc Nhu vô cùng uất ức, nức nở. Đường Tuấn vỗ về Thẩm Ngọc Nhu, nhìn về mấy người phía trước, nói các người còn chưa xứng để tôi phải giải thích. Trương Tuyền nói, "Ơ, đúng là vẫn đề cao bản thân, thật cho rằng mình cũng là cao thủ tông sư như Đinh Mạnh Phúc rồi. Nếu cậu thật sự là cao thủ tông sư, vậy Trương Tuyền tôi sau này gặp được cậu một lần sẽ gọi cậu là ông nội ngay lập tức." Đường Tuấn lắc đầu, nói tôi cũng không có loại cháu trai rác rưởi như ông. Nói xong, Đường Tuấn chẳng muốn để ý tới đám người này nữa. Đinh Mạnh Phúc là kẻ địch mạnh, anh cần phải điều chỉnh trạng thái của mình về lại đỉnh cao mới được, vì thế nên anh mới không muốn ra tay bày ra bản lĩnh. Ha ha, Đường Đại Tông Sư cứ đi như thế thôi à, không phải là muốn làm đào binh đó chứ. Trương Tuyền nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn nói lời chế diễu. Đường Tuấn bỗng nhiên quay đầu, Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tối tăm lại sắc bén, tựa như dao găm thật, ông mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ cho ông chết ngay tại chỗ. Trương Tuyền bị ánh mắt này của Đường Tuấn nhìn đến tim đập mạnh, chờ đến khi ông ta lấy lại tinh thần mới phát hiện Đường Tuấn đã đi xa. Nghĩ đến bản thân Đường Đường là một cao thủ luyện công hóa khí lại bị một tên nội công trung kỳ dọa sợ, Trương Tuyền bỗng chốc thẹn quá thành giận, cười khẩy nói, "Hừ. Tôi ngược lại muốn nhìn xem ngày mai cậu có dám lên võ đài so quyền hay không?" cao thủ tông sư cảnh giới chân khí đã bắt đầu tiếp xúc với tu luyện trên phương diện tinh thần bằng không cũng không thể cảm ứng được hơi thở một ánh mắt của đường tuấn đã làm cho trương tuyền có cảm giác như bị người khác bóp lấy cuống họng một giây sau sẽ ngừng thở có điều trương tuyền cũng không cho là như vậy tư tưởng đầu tiên đã khiến ông ta tin rằng là do bản thân mình bị thương nếu không chỉ cần ông ta suy nghĩ cẩn thận lại một lần là sẽ phát hiện ánh mắt đáng sợ kia của đường tuấn tần nhu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng dường như tất cả mọi uất ức tại giờ phút này đều được quét đi sạch sành xanh đưa mắt nhìn về phía trần bá phước khóe miệng cô ta kéo lên một nụ cười lạnh nói đại ca trần sư phụ trương đã không thể đánh được nữa ông cũng chỉ còn lại cái tên đường tông sư chỉ có thể khoác lác kia thôi ha ha tôi xem ngày mai ông làm sao mà đấu với tôi chuẩn bị nhường lại địa bàn cho tần ra chúng tôi đi nói không chừng tôi có thể rủ lòng từ bi cho ông chút canh để uống vẻ mặt của trần bá phước vô cùng khó coi Cuối cùng cũng không thể nói nên lời. Cho tới nay, chỗ dựa to nhất của ông ta chính là Trương Tuyền, nhưng với trạng thái hiện giờ của Trương Tuyền, ngày mai có lên võ đài được hay không vẫn còn chưa biết được, làm sao có thể bán mạng cho ông ta. Còn Đường Tuấn, dù chỗ dựa phía sau của cậu ta mạnh mẽ thế nào thì đó cũng là ngoại lực, không làm được gì mấy. Tông sư đã có thể xây môn dựng phái, làm gì còn để ý một tên con cháu trong gia tộc. Chương 229: Không thể làm nhục tông sư. Lòng Trần Bá Phước tuyệt vọng, đã không còn ôm dự định đánh thắng, tính toán làm sao giảm thiểu tổn thất lần này xuống mức thấp nhất. Lúc này, ở bên trong dãy núi cách thành cổ Bắc Ninh mấy chục km, một ông lão đầu tóc bù xù, trên mặt toàn là bùn đang đi về phía thành cổ Bắc Ninh. Ông ta bước đi rất chậm, nhưng mỗi bước bước ra giường như đều có bản lĩnh thu hẹp khoảng cách, một bước ước chừng 10 mét, tốc độ cực nhanh. Đệ tử ngoan, sư phụ tới đón con, ông lão tự lầm bẩm Bên trong khách sạn Phúc Lai. Cậu em Đường à, lần này cậu đúng là đã gây rắc rối rồi. Trần Bá Phước rất có cảm giác không tranh không giành, nói, Đinh Mạnh Phúc đã trở thành một vị tông sư, sao cậu có thể đứng trước mặt nhiều người nói ra những lời quá đáng như vậy? "Ồ, có gì không thích hợp sao?" Đường Tuấn cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Trần Bá Phước cắn răng nói, "Đương nhiên là không thích hợp. Cậu cũng biết đạo lý không thể làm nhục tông sư." Cũng may là lần này Đinh Mạnh Phúc đang sắp đột phá, không có ở lại, bằng không lúc đó chỉ sợ cậu sẽ bị tai bay và gió cuốn thân. Bây giờ thừa dịp Đinh Mạnh Phúc còn chưa quay lại, cậu mau chóng rời đi đi. Tránh cho mình gặp phải hóa sát thân. Không thể làm nhục tông sư, Đường Tuấn cười khẽ, hỏi ngược, vậy tôi có thể mặc người khác khinh nhục sao? Tông sư là nhân vật tầm cỡ thế nào, há có phải một cậu ấm như cậu có thể so được? Những lời này, Trần Bá Phước nuốt vào trong bụng, không dám nói ra. dù sao thân phận của Đường Tuấn cũng làm cho ông ta phải kiêng kỵ, ông ta cũng phải để lại mấy phần mũi cho người ta. mặc kệ thế nào, cậu em Đường vẫn nên rời khỏi đây sớm chút đi. đây là lời đề nghị tôi cho cậu, còn có tiếp thu hay không thì tất cả đều là ở cậu. Trần Bá Phước thở dài. Đường Tuấn cười nói, vậy giải thi đấu so quyền ngày mai phải làm sao bây giờ? ông là dùng danh nghĩa của biệt thự thanh viên số một mời tôi đến đây để so quyền trần bá phước không khỏi bật cười nói cậu em đường đến lúc này còn lo so quyền cái gì nữa cậu không thấy sư phụ trương tuyền cũng đã bị người ta đánh cho bị thương nặng không dậy nổi rồi nếu ngày mai cậu lên võ đài không cần đến đinh mạnh phúc ra tay những người khác cũng có thể đẩy cậu xuống võ đài tôi nghe nói con nhóc âu dương hồng phượng kia cũng mời một vị cao thủ luyện công hóa khí đến thực lực không kém hơn sư phụ trương tuyền có điều cũng vô dụng thôi có đinh mạnh phúc ở đây hạng nhất chắc chắn là thuộc về tần gia rồi lần này con bé họ tần kia sẽ đắc ý thật lâu đây ngày hôm nay đường tuấn nói những lời bừa bãi như vậy trước mặt của rất nhiều người sợ là đã hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý đến lúc đó không biết có bao nhiêu người vì muốn tạo quan hệ với vị tông sư đinh mạnh phúc mà chủ động khiêu chiến đường tuấn thân phận của đường tuấn không bình thường vì thế nên trần bá phước cũng không thể không nhắc nhở anh để tránh gây xích mích với chỗ dựa sau lưng anh ừm đường tuấn nói tôi sẽ suy nghĩ Trần Bá Phước thấy thế biết đường Tuấn căn bản không có ý muốn rời khỏi, chỉ có thể thở dài ở trong lòng, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Ngay lúc này, đường phố bên ngoài khách sạn Phúc Lai bỗng đột nhiên ồn ào, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đám thanh niên trai gái mặc quần áo hoa hòe lòe lòe đang đánh nhau. Xảy ra chuyện gì, Trần Bá Phước cau mày, hỏi một đàn em. chương 230, đại ca nói rất đúng. Trần Bá Phước gật đầu, chợt cười khẩy nói, một đám chẳng ra gì, đứng đầu thì sao, cũng không lên được mặt bàn. Được tên Hồ Tam kia cũng không tệ lắm, tiếc là gã chết rồi. Mấy năm qua Trần Bá Phước đều có đến thành cổ Bắc Ninh tham gia giải thi đấu so quyền, dưới tay cũng không thiếu người là dân địa phương của thành cổ Bắc Ninh, đương nhiên cũng đã từng nghe đến cái tên Hồ Tam, đại ca của một đám côn đồ các kẽ. Đại ca nói rất đúng, tên đàn em kia gật đầu, thuận tiện nịnh nọt một chút, tên đàn em kia bỗng nhiên nhìn về phía đường tuấn đang ngồi bên cạnh trần bá phước trên mặt lộ ra vẻ do dự còn có chuyện gì trần bá phước cau mày hỏi cậu em đường đây không phải là người ngoài cậu cứ việc nói tên đàn em kia nói tôi nghe được một ít tin tức nói tên hồ tam này là do cậu đường đây giết chết những tên lưu manh bản địa cũng đã biết rồi còn thề rằng sau khi tìm ra người đứng đầu sẽ dẫn người đến tìm cậu đường để trả thù hả trần bá phước đột nhiên nhăn mày lại ông ta vung tay cho tên đàn em kia rời đi trước bên trong căn phòng phút chốc chỉ còn lại đường tuấn và trần bá phước kể cả thẩm ngọc nhu đang nghỉ ngơi ở cách vách cậu em đường chuyện bọn họ nói là thật sao trần bá phước hỏi đường tuấn gật đầu trong mắt lóe qua ý lạnh nói không sai bọn họ xúc phạm tôi tôi giết bọn họ ai nha cậu em đường cậu xúc động quá rồi trên mặt trần bá phước hiện lên vẻ kinh hoàng nói những người khác cậu muốn giết thì giết dù sao nơi này cũng thuộc khu vực không người quản lý, nhưng tên Hồ Tam này thì không thể giết đâu. Vì sao? Đường Tuấn hỏi. Trần Bá Phước giải thích, Hồ Tam này mặc dù là người địa phương, nhưng bản thân gã lại có vận số không tệ. Từng được một vị đại cao thủ nội công vừa ý, chỉ điểm vài chiêu. Sau đó tôi nghe nói vị đại cao thủ nội công kia đã đột phá trở thành cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Nếu như chuyện này là thật, vậy cậu em đường đây chẳng phải đã giết chết đệ tử của một vị cao thủ tông sư đó. Chuyện này còn khủng bố hơn so với việc đắc tội với Đinh Mạnh Phúc. Hơn nữa, vị tông sư kia tình tình điên điên khùng khùng, vui buồn vô cớ, được người gọi là kẻ điên. Loại người này làm việc càng không có kiêng rẻ, cậu em đường, cậu thật là đã gây ra chuyện lớn rồi. Lúc này Trần Bá Phước thật sự hối hận, hối hận không nên dẫn theo đường Tuấn đến đây trong vòng chưa tới hai ngày mà đã xúc phạm đến hai vị cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Chuyện mà người bình thường cả đời cũng không gặp được đều đã để cho đường Tuấn gặp phải. Mặt đường Tuấn nhẹ như mây gió, nói, vậy thì sao? Ông ta tới thì tới, tôi đánh là được. Trong lòng Trần Bá Phước tức giận không thôi. Cậu thật cho rằng mình là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí đó à? Người ta gọi cậu một tiếng đường tông sư đó chỉ là lời diễu cợt. Thôi, mình cũng đã nói rõ ràng đến thế rồi, nếu cậu ta không nghe khuyên bảo, vậy thì sống hay chết cũng không có liên quan gì tới mình nữa." Trần Bá Phước nói thầm trong lòng. Đường Tuấn đứng trên ban công lầu 2, nhìn bọn côn đồ không ngừng đánh nhau ở lối đi bộ, trong lòng không có đau khổ cũng không có không vui. Như Trần Bá Phước đã nói, đám côn đồ này cũng chỉ như vậy, không gây ra được sóng to gió lớn gì. Đối thủ của anh là Đinh Mạnh Phúc vừa đột phá đến cảnh giới chân khí và cao thủ tông sư sau lưng Hồ Tam. Tông sư điên trong lòng Đường Tuấn bỗng lóe lên một chút ý muốn giết người, Trương Tuyền, ông tính kế rất hay. Có điều cho đến cuối cùng ông vẫn tính sót một chuyện, chính là tôi đã sớm trở thành một vị tông sư, há có phải là một quả hồng mềm mặc người nhào nặn. Trương Tuyền nằm ở trên giường, hai tay quấn quanh từng vòng băng gạc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Ông ta đang nghe đàn em báo cáo. "Rất tốt." Trương Tuyền bày ra vẻ hả hê điên cuồng, nói, "Lần này xem thử họ Đường kia làm sao rời khỏi thành cổ Bắc Ninh." vốn còn muốn chậm rãi chơi cho chết, nhưng cậu một mực gây chuyện với Đinh Mạnh Phúc vừa thăng cấp thành tông sư, vậy cũng chỉ có thể trách cậu tự tìm đường chết thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 231 thật ra anh cũng là một cao thủ tông sư. Ông ta nghiêng đầu nhìn về một người đang ngồi cách đó không xa, nói ông em nam, tin tức đã chuyển ra ngoài rồi chưa? Cứ nói tên họ đường kia muốn thừa lúc buổi tối rối loạn mà rời khỏi để cho đám côn đồ các kẽ trông cho kỹ vào. Ông em Nam nói, ông anh Trương việc này cần gì chứ? Hừ, bây giờ tôi không thể tự mình ra tay làm thịt tên kia, nhưng cơn giận này chắc chắn phải xả. Tên họ đường cậu ta là thứ gì, cũng dám đấu với tôi. Trương Tuyền nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ. Ông em Nam ngậm miệng không nói nữa. Người tập võ vốn coi trọng chuyện hơn thua, vì để tranh giành hơn thua mà chuyện giết người đối với bọn họ vốn là chuyện thường như cơm bữa. Người thường còn như vậy, huống chi là một vị cao thủ luyện công hóa khí như Trương Tuyền. Buổi tối hôm đó, một tên đại ca lưu manh mặt sưng mũi sưng dẫn theo một đám lưu manh cũng sưng mặt sưng mũi y hệt ngồi xổm chờ ở bên ngoài khách sạn Phúc Lai, chờ cái tên Đường Tuấn đã giết chết đại ca trước đó của bọn họ đi ra, sau đó báo thù rửa hận. Đáng tiếc bọn họ đợi vô ích suốt một đêm, Đường Tuấn căn bản không có muốn rời đi như lời đồn. Sáng sớm ngày hôm sau, một đám lưu manh vành mắt đen thui, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi khách sạn Phúc Lai. Có điều bọn họ cũng chưa có mất hết hy vọng, chỉ cần Đường Tuấn vẫn còn ở trong thành cổ Bắc Ninh, như vậy bọn họ cứ muốn Đường Tuấn phải chết. Nơi này là sân nhà của bọn họ, tuyệt đối không thể để cho Đường Tuấn rời đi. Trong phòng ăn của khách sạn Phúc Lai, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cái bàn của Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, có trêu cợt, có cười khẩy, cũng có tiếc nuối. Trong vòng một buổi tối, Đủ loại tin tức về Đường Tuấn đã bị mọi người truyền đi khắp nơi, thậm chí là bởi vì dưới sự cố ý tuyên truyền của Trương Tuyền mà không ít người trong thành cổ Bắc Ninh đã biết đến có một người trẻ tuổi dám khiêu chiến với tông sư. Tuy là rất can đảm nhưng mà lại quá ngu xuẩn, chỉ có tu vi nội công lại dám đi khiêu chiến với cao thủ tông sư, ai dám có năng lực đi chịu chết như thế chứ. Anh Đường Tuấn, tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Thẩm Ngọc Nhu nhân đôi mi thanh tú lại nói, Đường Tuấn khẽ cười, bọn họ cảm thấy anh không biết lượng sức mình, dám khiêu chiến với cao thủ tông sư. Thậm Ngọc Nhu nói, em nghe bọn họ nói cao thủ tông sư rất lợi hại, anh Đường Tuấn có đánh thắng được bọn họ không? Đường Tuấn cười nói, nói cho em nghe một bí, thật ra anh cũng là một cao thủ tông sư. Trong lúc nói chuyện Đường Tuấn không có cố ý nhỏ giọng cho nên mấy người ở trong phòng cũng nghe được, họ âm thầm cười khẩy. Tới bây giờ rồi mà còn dám to mồm như thế, đúng là muốn chết sớm. Cậu đường à, xem ra là cậu không có ý muốn quay về nhưng mà tôi muốn khuyên cậu một câu, nên nhịn thì nhịn một chút sẽ tốt hơn. Nhóm người đã cơm nước xong xuôi, cùng nhau đi đến nơi thi đấu võ ngoài thành cổ Bắc Ninh, Trần Bá Phước gọi đường Tuấn lại nói. Tông sư sẽ có phong thái của tông sư, chỉ cần cậu không mạo phạm người ta thì người ta cũng sẽ không đi bắt nạt những người có tu vi nhỏ yếu hơn minh. Trần Bá Phước dặn dò nói. Tôi đã biết, đường Tuấn tùy tiện nói nhìn dáng vẻ lười nhác không thèm để ý gì của đường Tuấn, Trần Bá Phước khẽ nhíu mày lại nhưng cũng không có nhiều lời nữa. Cuộc thi lần này tổ chức ở trong một khe núi bên ngoài thành cổ Bắc Ninh, là một nơi rất rộng lớn, dân cư thưa thớt, rất thích hợp cho cuộc thi đấu lần này của các võ giả. Lúc mà nhóm người đường Tuấn đến nơi thì đã nhìn thấy rất nhiều người có mặt rồi. Có thể loáng thoáng mà nhìn ra được có bốn thế lực được chia ra, bốn thế lực đó là Âu Dương Hồng Phượng, Tần Nhu, một người đàn ông có cái đầu chọc xăm hình rồng đen khắp cơ thể và người cuối cùng là một ông cụ nhìn rất nho nhã đang mặc trang phục luyện công rộng thùng thinh, dâu bạc trắng phủ đến trên tay, trên tay có cầm một cây quạt giấy nhìn như một ông cụ hiền lành, nếu chỉ nhìn thôi thì ít ai tin được người này lại là ông lớn của một thành phố. chương 232 rất có khí phách của cao nhân. Bốn người này, thêm Trần Bá Phước nữa là đã hình thành được thế lực của năm khu vực của tỉnh Khánh Hòa trong vùng Nam Bộ, đương nhiên là ở bên ngoài mỗi người bọn họ đều có được một cái thân phận hiển hách, ví dụ như Trần Bá Phước, bản thân ông chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Thịnh Thiên, tài chính mà ông quản lý có đến hơn 3 tỷ đồng. Mà họ Âu Dương ở thành phố Hạ Long, họ Tần ở thành phố Hà Nam, so với Trần Bá Phước thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cái người đầu chọc bóng loáng kia là Hoàng Tường ở thành phố Bình Dương, còn ông già kia có lẽ là Diệp Thiên Vũ từ thành phố Đà Nẵng. Đường Tuấn nhớ lại những tư liệu mà trước đó đã tìm được. Trong lúc đường Tuấn đang suy nghĩ thì nhóm người của anh đã đi tới gần trong khe núi. Hoàng tường chọc đầu xăm hình rồng đen dẫn đầu nhóm người đi đến trò chuyện cùng với Trần Bá Phước. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ bọn họ rất quen thuộc, quan hệ cũng rất tốt. Mà Diệp Thiên Vũ thì kín đáo hơn rất nhiều, khẽ gật đầu với Trần Bá Phước rồi không nói thêm gì nữa, rất có khí phách của cao nhân. Sau khi trò chuyện một lúc, năm người đi đến ngồi trên vị trí của mình, đường Tuấn cũng tìm một góc mà ngồi xuống. Nếu như là những người khác nhìn thấy có năm ông lớn ngồi ở đây thì có lẽ làm việc gì cũng sẽ thật cẩn thận, nhưng mà đường Tuấn thì không có loại kiêng rẻ này, anh rất tự nhiên bình tĩnh. Tựa hồ là mọi người cũng đã quen thuộc với phong cách làm việc lớn gan của đường Tuấn rồi cho nên không ai nói gì thêm. Được rồi, bớt nói mấy lời vô ích đi, Trần Đại ca, nhanh chóng tuyên bố bắt đầu đi. Tần Nhu không kiên nhẫn mà nói. Trần Bá Phước nhíu nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy tuyên bố bắt đầu cuộc thi đấu quyền thuật năm nay. Trần Đại Ca, trận đầu tiên để cho người của tôi lên đài đi." Tần Nhu cười khẩy nói, "Tôi cùng với ông đánh cược, tiền đặt cược là cái khách sạn 5 sao của ông ở tỉnh Hà Nam. Tôi đã xem nó không vừa mắt từ lâu, lần này cũng tiện sửa tên cho nó luôn." Vẻ mặt Trần Bá Phước thay đổi, ông biết là lần này Tần Nhu có chuẩn bị mà đến đây nhưng không nghĩ tới người đầu tiên bị khiêu chiến lại là chủ sân nhà như ông. Loại đánh cược này không thể từ chối, từ chối đồng nghĩa với việc nhận thua. Trong lúc tâm tư đang xoay chuyển, ánh mắt Trần Bá Phước nhìn sang bên phe của Tần Nhu, thở dài nói: "Sư phụ Đinh Mạnh Phúc còn chưa tới, chẳng lẽ cậu muốn thi quyền thuật với tôi sao?" "Chuyện này ông không cần lo lắng, Phạm Tính, cậu ra đi." Tần Nhu hô to một tiếng. Vừa nói xong đã có một người từ trong phe của Tần Nhu đi ra. Người này khoảng 30 tuổi, để tóc ngắn, khí thế hung hãn. Xung quanh anh ta có nội khí dập dờn vần quanh, hiển nhiên là một người có nội công. Ha ha, Phạm Tĩnh là đệ tử của Đinh Mạnh Phúc, tuy rằng võ công kém hơn Đinh đại sư nhưng mà so ra thì mạnh hơn rất nhiều người. Tần Nhu lạnh lùng nhìn Trần Bá Phước, nói: "Nhưng còn ông, nghe nói là Trương Tuyền đã nằm ở trên giường không có cách nào chiến đấu, chẳng lẽ ông muốn tự mình lên đài hay sao?" Vẻ mặt Trần Bá Phước xanh mét, không nói đến việc người kia là đệ tử của Đinh Mạnh Phúc, đánh nhau với anh ta không dám ra tay quá mạnh mà chỉ xem tu vi thôi thì nhìn nội công xoay chuyển xung quanh người anh ta Trần Bá Phước không dám nắm chắc là có thể tóm được người này. Đáng giận, nếu không phải ngày hôm qua Đinh Mạnh Phúc bỗng nhiên đột phá thì làm sao mình sẽ lưu lạc đến mức không có người để dùng. Trần Bá Phước nắm tay, nghĩ thầm, chẳng lẽ phải chịu thua bây giờ luôn sao? Mất đi một cái khách sạn năm sao thì có thể mua lại được nhưng mà nếu ở trước mặt nhiều người như thế bị tần nhu sỉ nhục thì mặt mũi Trần Bá Phước ông quăng đi nơi nào. Có lẽ là Tần Nhu biết được suy nghĩ trong lòng của Trần Bá Phước cho nên anh ta nở ra một nụ cười, nói: "Thật ra, không phải trong đội của ông còn có một vị cao thủ nội công hay sao? Có thể gọi cậu ta ra để thi đấu với Phạm Tĩnh một chút." Còn có một người, Trần Bá Phước còn chưa nghĩ ra là ý gì, chờ đến ông nhìn theo tầm mắt của Tần Nhu thấy được Đường Tuấn đang ngồi ở trong một góc thì ông mới hiểu rõ trong lòng. Thì ra Tần Nhu này không những muốn đâm mình mà còn muốn đâm Đường Tuấn nữa. Thằng hèn Phạm Tĩnh đi suốt đêm hôm qua mới tới nơi này, nghe nói là cậu muốn khiêu chiến với sư phụ tôi. Sư phụ không ở vậy thì đệ tử có thể thay mặt. Nếu ngay cả tôi mà cậu cũng đánh không lại thì muốn khiêu chiến sư phụ tôi chính là một trò hề. Phạm tĩnh chắp tay với đường Tuấn, trong từng câu từng chữ lộ ra sự khinh thường đối với anh ta. Trước đó không lâu anh mới vừa thắng cấp đến nội công trung kỳ, tuy rằng không quá mạnh mẽ nhưng muốn đối phó với một tên nhóc chưa đến 30 tuổi thì chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Đường Tuấn, không phải là cậu đã sợ rồi chứ? Ngay cả đinh đại sư mà cậu còn dám khiêu chiến, bây giờ đệ tử của đinh đại sư khiêu chiến với cậu, cậu lại không dám ứng chiến sao? Tần Nhu thấy Đường Tuấn im lặng không nói gì, mở miệng châm biếm. Anh có cảm giác như là bực bội nghẹn khuất trong hai ngày nay đã được giải tỏa. Mấy phe phái khác thì đang thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là trong ánh mắt đều chứa hài hước và châm biếm. Còn dám tuyên bố khiêu chiến với đinh đại sư? Ngay cả Phạm Tính khiêu chiến mà cũng không dám đồng ý, vậy thì tính cái gì? Trong sân có rất nhiều nghĩ thầm mà nói. Đường Tuấn nghe xong ngồi yên một chút, thu hết biểu cảm của họ vào trong mắt. Chậm rãi đứng dậy, nói với Thẩm Ngọc Nhu, ngồi yên ở đây, anh sẽ nhanh chóng quay lại. Chương 233 cậu cũng quá yếu rồi đó. Đường Tuấn chậm rãi đi tới một góc dưới đài, nhìn Phạm Tính, nói, lúc nãy anh nói sai rồi. Ồ, tôi nói sai cái gì cơ? Phạm Tĩnh khó hiểu hỏi. Đường Tuấn nói, tôi không khiêu chiến Đinh Mạnh Phúc, là ông ta khiêu chiến với tôi. Đây là hai chuyện khác nhau. Vẻ mặt Phạm Tĩnh thay đổi. Còn nữa, cậu không phải đối thủ của tôi. Đường Tuấn tiếp tục nói. Ngạo mạn, Phạm Tĩnh vùng ống tay áo, gió ùa qua ống tay áo phát ra âm thanh ảo ạt. Nói tôi đi theo sư phụ tu luyện quyền pháp đã 20 năm nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào ngạo mạn như cậu. Đường Tuấn nói, tu luyện 20 năm mà chỉ mới nội công trung kỳ. Cậu cũng quá yếu rồi đó. Tốt, 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 Phạm Tĩnh nói liên tiếp ba chữ tốt, sau đó chỉ tay vào đường Tuấn nói, nếu cậu đã tự tin như vậy thì có dám đánh với tôi một trận không? Đường Tuấn khoanh tay thở dài, nói, nếu tôi lấy thực lực của mình để tỉ thí với cậu thì chỉ sợ sẽ bị nghi ngờ là ỷ mạnh hiếp yếu đấy, nhưng nếu nguyện vọng của cậu mãnh liệt như vậy thì tôi sẽ thay sư phụ cậu chỉ bảo cậu một chút. Chỉ bảo tôi cũng muốn nhìn xem cậu lấy bản lĩnh gì mà đòi chỉ bảo tôi. Phạm tính tức giận dẫm chân xuống mặt đất, cơ thể lay động theo gió. Phái bát quái nổi danh với trường pháp biến ảo nhanh nhạy và thân pháp linh hoạt, bản thân có sự chỉ dạy của Đinh Mạnh Phúc, lại có thêm 20 năm khổ công tu luyện, thực lực của Phạm tĩnh không phải thuộc dạng bình thường. Trong khe núi có một cái võ đài, lớn hơn rất nhiều so với võ đài bình thường. Cơ thể Phạm tính nhẹ nhàng bay lên, mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất, phong thái tự nhiên phóng khoáng mà đứng ở trên võ đài dưới đài tức khắc vang lên một trận hoan hô ánh mắt của những cô gái đang theo dõi trận đấu cũng phát ra ánh sáng lập lè. đi lên ngon thì tới đây chỉ bảo tôi đi phạm tĩnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay với đường tuấn đường tuấn than khẽ một tiếng chậm rãi đi đến võ đài như là đang đi tản bộ trên sân vắng người so với thân pháp phóng khoáng của phạm tĩnh thì quả thật là trái ngược hoàn toàn xía tôi còn đang nghĩ tên đó có bản lĩnh gì ghê gớm lắm, cuối cùng cũng chỉ có như vậy thôi. Nhìn sư phụ phạm tính người ta kìa, phóng khoáng bao nhiêu, còn tên đó, đi như là rùa bò. Tần Nhu cười khẩy nói. Mấy cao thủ nội công đang tụ tập giữa sân thì khẽ nhíu mày, bọn họ nhìn nhịp chân của đường Tuấn mà ngẫm nghĩ gì đó. Bước chân đường Tuấn nhìn như bình thường nhưng mỗi một khoảng cách bước ra đều giống y như nhau, không sai một ly. Hơn nữa lại cho người ta một cảm giác rất nặng nề. Giống như anh chính là một ngọn núi đang di chuyển vậy, cho dù chúng ta có tung ra bao nhiêu năng lực thì cũng không thể làm anh dao động một chút. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là một cao thủ ẩn danh sao? Âu Dương Hồng Phượng nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt nghi ngờ. Nhưng sau đó đã tự phủ nhận ý nghĩ của mình. Vẻ mặt Phạm Tính nghiêm túc hơn một chút, anh ta cũng cảm thấy nhịp đi của Đường Tuấn không tầm thường. Thịch. Đường Tuấn bình tĩnh mà đứng ở trên võ đài hai tay vẫn khoanh nhưng khí thế lại tự nhiên toát ra ảo ạt. Cậu ra tay đi, Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Được, Phạm Tĩnh không nói nhiều. Anh ta ngay lập tức di chuyển, chân đi theo đường bát quái, hai tay biến đổi theo quy luật mà tung ra, trong đó ẩn chứa triết lý tứ tượng của bát quái. Tuy rằng là hai lĩnh vực khác nhau nhưng đối với biến hóa của tứ tượng bát quái và 64 vị trí, anh ta đã thuộc nằm lòng. Tên nhóc họ đường còn đang ngơ ngác kia, xem ra cũng chỉ là một tên trẻ trâu chưa thấy qua chuyện lạ. Tần Nhu sảng khoái nhìn mà nói, cậu ta sẽ thua thôi, những người khác cũng khe khẽ lắc đầu, không ai coi trọng đường tuấn cả. mươi 234 bản lĩnh của Tông Sư Phó công mà phạm tính biểu hiện ra khiến ai cũng giật mình, không có bao nhiêu người ở trong sân dám nói là mình có thể hơn anh ta được. Đường Tuấn lại lắc đầu, phó công của phạm tính chỉ có người ở ngoài nhìn mới thấy có uy thế thôi còn ở trước mặt một tông sư như đường tuấn thì, hoa hè ba lá hẹ. Tứ tượng bát quái là đại diện cho trời đất, cho nên phải hợp với lý lẽ giản dị tự nhiên, không nên hoa hè nhiều như vậy. Anh cũng tung ra một trường, tốc độ không nhanh không chậm như là con nít đang chơi đùa. Anh chỉ tung một trường đơn giản mà không dùng chân khí. Nếu như vận dụng chân khí thì chỉ sợ là ngay cả cơ hội để phạm tính ra chiêu cũng không có, đến lúc đó thì mới thật sự là ỉ mạnh hiếp yếu rồi có một chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám gây chiến với sư phụ tôi phạm tĩnh khinh thường trong lòng dầm hai bàn tay tiếp xúc với nhau phát ra âm thanh âm u đục ngầu đi xuống đi nội công phạm tĩnh bùng lên muốn cho đường tuấn một xét để xuống võ đài rửa sạch nổi sỉ nhục cho sư phụ đinh mạnh phúc nhưng mà anh ta chỉ vừa mới nghĩ đến thôi thì bỗng nhiên cảm giác không đúng nội công mà anh tung ra lại không thể bùng ra được mà nó còn có xu thế tháo chạy cộc, cộc. Cơ thể phạm tính lảo đảo lùi ra sau hai bước, sắc mặt đỏ bừng, thân thể khó chịu cực kỳ. Tuy rằng đường Tuấn không sử dụng nội công nhưng mà vẫn rất khủng bố. Nói theo một cách khác cho dễ hiểu như này, đều là một quân đội 100.000 người nhưng khi bị một người bình thường lãnh đạo và khi bị một vị đại tướng thắng hơn trăm trận trong chiến tranh lãnh đạo thì sẽ cho ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Người sau chỉ cần dùng không đến một phần 10 sức lực là đã có thể đánh bại được người trước mà đường tuấn bây giờ cũng giống như vị đại tướng đó cậu thua rồi đường tuấn nhàn nhạt nói vẻ mặt thoải mái tùy ý như là không phải vừa mới đánh nhau xong mà chỉ là đang chơi đùa mà thôi sao có thể chứ cậu đã dùng cái tà thuật gì vậy phạm tĩnh suy nghĩ trăm lần cũng không thể tin được cho rằng đường tuấn dùng âm mưu thủ đoạn gì đó mới thắng được mình đường tuấn nghe thấy thế sắc mặt liền thay đổi trong mắt hiện ra lửa giận anh là một vị tông sư muốn thắng một tên cao thủ nội công trung kỳ thì cần dùng tà thuật gì chứ vào lúc này bỗng nhiên một tiếng quát lớn từ ngoài khe núi lọt vào phạm tĩnh câm mồm sư phụ phạm tĩnh nghe được giọng nói không nhịn được kêu lên thanh âm kia từ từ đến gần thắng chính là thắng thua chính là thua đừng tìm lý do cho chính mình một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện trên võ đài đinh mạnh phúc mặc một bộ áo dài rộng thùng thình khuôn mặt lạnh lùng độ ấm quanh người ông như đang từ từ giảm xuống. Ông ta mang theo khí chất cách biệt với đời, cho người ta cảm giác như là thần tiên giáng trần. Đây là loại phong thái thuộc về tông sư. Sư phụ, Phạm Tĩnh cung kính hành lễ nói. Ninh Mạnh Phúc khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Phạm Tĩnh. Anh ta cảm thấy cơ thể mình dễ chịu hơn rất nhiều. Con đi xuống đi, con không phải là đối thủ của cậu ấy, không nên ở trên đây tự dước lấy nhục. Ninh Mạnh Phước nói với Phạm Tĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, phạm tính cảm giác có một nguồn lực lượng êm dịu truyền đến trên người mình, sau đó anh ta đã đứng trên mặt đất. Bản lĩnh của Tông Sư, đây mới là bản lĩnh thật sự của Tông Sư. Có người kích động nhìn Đinh Mạnh Phúc la to lên. Ánh mắt phạm tính lộ ra sự kính sợ và hâm mộ, Tông Sư cảnh giới chân khí là giấc mộng của tất cả những võ giả, mà Sư Phụ Anh hôm nay đã là Tông Sư. Đinh Đại Sư, tôi có một chuyện muốn báo cho ngài biết. Trong ánh mắt kính sợ của mọi người, Tần Nhu đi ra từ trong đám người, thanh âm cung kính nói với Đinh Mạnh Phúc. chương 235 sức mạnh ngang nhau. Đinh Mạnh Phúc khẽ cười, nói chuyện gì? Tần Nhu hài hước nhìn đường Tuấn, nói, ngày hôm qua, sau khi Đinh Đại Sư rời khỏi, người này đã nói năng lỗ mãng tuyên bố khiêu chiến với ông. Cho nên hôm nay Phạm Tĩnh mới tức giận mà đánh nhau với cậu ta. Đinh Mạnh Phúc nhìn Tần Nhu rồi quay qua nhìn đường Tuấn, sau đó cười cười nói, vậy cô cảm thấy tôi nên làm thế nào? Trong mắt tần nhu lộ rõ sát khí, nói kẻ mang ý đồ đáng chết. Người cũng đáng chết. So về cảnh giới thì hẳn là Đường Tuấn đã thăng cấp sớm hơn Đinh Mạnh Phúc, nhưng có lẽ cũng chưa lâu lắm. So về kinh nghiệm thì Đinh Mạnh Phúc xuất thân từ phái bát quái, đã chú trọng bồi dưỡng về chiến đấu thực tế, từ nhỏ đến lớn không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, kinh nghiệm phong phú đến chú cũng không dám so. Mà nhìn Đường Tuấn xem, chưa đến 30 tuổi nên có lẽ kinh nghiệm sẽ kém hơn rất nhiều âu dương mạnh chậm rãi nói vậy chú cảm thấy người thua cuộc sẽ là đương tuấn sao âu dương hồng phượng nói âu dương mạnh suy tư một một lát rồi mới gật gật đầu nói nhưng mà không chắc chắn tông sư và tông sư đánh nhau có đôi khi chỉ là chuyện ở trong một cái chớp mắt nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra kỳ tích rất khó xảy ra âu dương hồng phượng lắc lắc đầu giống như là đang thở dài nghe nói con và đường tuấn từng có quen biết Bỗng nhiên Âu Dương Mạnh nói, nếu con nắm chắc được cơ hội, thì nói không chừng cậu ta sẽ ra tay giúp đỡ, như thế thì mối nguy của Âu Dương chúng ta có thể được giải quyết nhanh chóng, con suy xét cẩn thận một chút đi. Âu Dương Hồng Phượng ngạc nhiên một chút rồi gật gật đầu. Chết, Đường Tuấn nhất định phải chết, ở dưới đài, Tần Nhu được người đỡ lấy, cô nắm chặt hai tay của mình. Từ sau khi biết được Đường Tuấn là cao thủ tông sư, cô đã không còn suy nghĩ muốn báo thủ nữa, nhưng cho dù như thế thì không có nghĩa là cô không hận. Chỉ có Tông Sư mới có thể giết chết Tông Sư, Đường Tuấn nên chết trong tay Đinh Mạnh Phúc, như vậy thì mặt mũi cô mới có thể giữ được. chương 238 thẳng tay cho ra một quyền. Đinh Mạnh Phúc không hổ là cao thủ Tông Sư đã am hiểu trưởng bát quái gần 30 năm, chiêu thức của ông không có quá nhiều biến hóa, thay đổi mà chỉ là đánh ra từng quyền từng trưởng với Đường Tuấn, đơn giản tự nhiên lại bao hàm biến hóa của chiết lý bát quái loại võ công này mạnh mẽ hơn phạm tĩnh không biết bao nhiêu lần. Ban đầu đường Tuấn rất bối rối, giống như lời của Âu Dương Mạnh, Đinh Mạnh Phúc xuất thân từ phái bát quái, từ nhỏ đã có cao thủ cảnh giới tông sư đích thân mình chỉ dạy, kinh nghiệm của ông ta cũng vô cùng phong phú, những thứ này không có điều nào là đường Tuấn có thể so. Nhưng mà đường Tuấn lại giống như một cây cỏ nhỏ bé ở trong trời đất, có cảm giác như mưa to gió lớn có thể phá hủy, giết chết anh bất cứ lúc nào nhưng mà sau khi mưa to gió lớn qua đi, anh vẫn có thể tiếp tục sống, hơn nữa so với lúc ban đầu còn cứng cỏi mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Đinh Mạnh Phúc cũng rất khiếp sợ, có mấy lần ông đã cảm nhận được Đường Tuấn sắp bị ông đánh bại nhưng Đường Tuấn lại chống đỡ được ngay lập tức. Từ lúc bối rối hỗn loạn ban đầu đến bây giờ dường như đã ngang tài ngang sức. Thời gian ngắn ngủi không đến mấy phút mà Đường Tuấn đã tiến bộ khủng khiếp đến như vậy. Phải biết rằng sau khi đã đạt tới cảnh giới tông sư rồi thì muốn thăng tiến nữa là một chuyện khó khăn gấp ngàn lần thế nhưng Đường Tuấn lại làm được. Thiên tài võ học, là thiên tài võ học 10.000 người không có nổi một người. Đinh Mạnh Phúc rên la ở trong lòng. Dầm, bàn tay của hai người lại đụng vào nhau. Đều lui về sau ba bước. Sức mạnh ngang nhau. Hay, hay, trong mắt Đinh Mạnh Phúc nổi lên ý chí chiến đấu rực rỡ, không để ý đến hơi thở không thoải mái mà là nhiệt tình tán thưởng trận đấu này. Trường tiếp theo là trường do tôi hiểu ra trong lúc thăng cấp, đây là võ đạo chỉ thuộc về một mình tôi." Đinh Mạnh Phúc chậm rãi nói, trong lời nói lộ ra vẻ tự tin và kiêu ngạo về thực lực của mình. Cao thủ tông sư ở thời xưa đã có tư cách để khai tông lập phái, Đinh Mạnh Phúc có thiên phú hơn người bình thường, ở cảnh giới tông sư có thể lĩnh hội được võ đạo thuộc về chính mình. Loại võ đạo do chính bản thân mình tìm hiểu ra mới là thứ thích hợp với bản thân mình nhất. Quả thật là có bản lĩnh để kiêu ngạo, từ đó có thể suy ra Chiêu tiếp theo của Đinh Mạnh Phúc sẽ là một chiêu mạnh nhất của ông. Đường Tuấn vẫn là dáng vẻ nhàn nhã đơn giản như lúc ban đầu nhưng mà tinh thần anh đang rất tập trung, các loại võ học đang hiện ra trong đầu anh, anh nghiêm túc suy xét từng cái một. Đây chính là nguyên nhân tại sao anh càng đánh càng mạnh, ngay cả anh cũng không biết lý do tại sao những ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu của mình. À, Đinh Mạnh Phúc gầm nhẹ một tiếng, chân bước theo đồ án hình bát quái, nâng tay ra chiêu, động tác lưu loát liền mạch. Đôi mặt với trưởng đánh này của Đinh Mạnh Phúc, Đường Tuấn không lùi mà còn tiến tới. Thẳng tay cho ra một quyền. Dầm. Ngay sau đó, trong khe núi vang lên một tiếng sấm rền, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, cả người Đinh Mạnh Phúc bay ngược về sau, té ngã ra khỏi võ đài, cả cơ thể bị lê dài trên mặt đất đến 7-8 mét, đến khi đụng phải một tảng đá cao hơn nửa người chắn lại thì mới không bị kéo lê đi nữa. Cạch cạch, tảng đá vỡ ra từng khe nứt như mạng nhện, Đinh Mạnh Phúc phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả bộ áo dài. Mà điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn chính là ngụm máu tươi bị phun ra trên mặt đất, trong chớp mắt đã kết thành một miếng băng đỏ như máu. Đinh Mạnh Phúc không những không có xa suốt tinh thần mà còn ngẩng đầu nhìn bóng dáng đang đứng trên võ đài, nói tôi thua. Trên võ đài, đường Tuấn thả lỏng hai tay xuống, sắc mặt cũng tái đi rất nhiều nếu lúc nãy anh không nhờ vào lực lượng huyền hàn chất chứa trong đan điền thì bây giờ ai thua ai thắng còn chưa biết rõ. Anh nhìn thoáng qua thẩm Ngọc Nhu đang đứng phía dưới võ đài, chỉ có một tia hàn khí thôi mà đã có thể đả thương được cao thủ cảnh giới chân khí, như vậy thôi là đã biết hàn khí trong cơ thể của cô khủng khiếp cỡ nào. Thua, sao sư phụ có thể thua chứ? Sắc mặt phạm tính tái nhợt, cảm giác cả người đã bị rút hết đi toàn bộ sức lực. Sao cậu ta có thể thắng chứ? Sao có thể thắng được chứ? Tần Nhu gào thét giận dữ trong lòng. Chương 239, kẻ hèn không môn không phái. Đôi mắt xinh đẹp của Âu Dương Hồng Phượng chớp nháy liên tục như là đang nghĩ đến điều gì đó. Đám người Hoàng Trung Sơn, Diệp Thiên Vũ theo bản năng mà lui về sau mấy bước. Đường Tuấn nhìn rõ hết tất cả biểu cảm của mọi người, nói còn ai không? Không ai dám trả lời. Ngay cả tông sư Đinh Mạnh Phúc mà còn không phải là đối thủ của Đường Tuấn thì bọn họ đi lên làm cái gì? có khác gì đi chịu chết đâu chứ bá đảo đây mới thật sự là một võ giả thân thể trần bá phước rung lên vì xúc động chỉ một người một câu thôi đã có thể ép nhiều ông lớn cúi đầu như vậy không ai dám nói thêm một câu nào nữa đây mới đúng là đàn ông nếu không ai khiêu chiến với đại sư đường nữa thì cuộc thi quyền lần này kết thúc tại đây trần bá phước cố gắng tỉnh táo lại mở miệng cất cao giọng nói không ai dám có ý kiến gì khác một cuộc thi quyền vốn dĩ nên rằng có chiến đấu liên tục đã vội vàng kết thúc, từ đầu tới cuối chỉ có một mình đường Tuấn lên sân khấu. Mà mấy người Âu Dương Hồng Phượng, Diệp Thiên Vũ và cả Hoàng Trung Sơn thì không có cả một cơ hội để ra tay. Thế nhưng rất nhiều người cảm thấy rất thỏa mãn, có thể được chứng kiến trận đấu của hai vị cao thủ tông sư, đây chính là vinh quang cả đời của võ giả. Đường Tuấn đi xuống võ đài, đứng bên cạnh Đinh Mạnh Phúc không sao chứ. Hai người chỉ đánh nhau để rèn rũa bản thân, không phải đánh nhau để sống chết nên có thể không trở thành địch thì sẽ không trở thành địch. Phạm Tĩnh đã sớm lại đây để đỡ Đinh Mạnh Phúc lên, nghe vậy thì nghĩ rằng Đường Tuấn đang cười nhạo sư phụ của mình, vẻ mặt lập tức khó chịu. Đinh Mạnh Phúc lắc đầu nói, không sao cả, nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Không ngờ rằng, lần đến thành cổ Bắc Ninh này có thể gặp được nhiều chuyện tốt như vậy, không chỉ có thể đột phá được võ công mà còn gặp được người như anh đường đây, chuyến đi này đúng thật không uổng phí. Đường Tuấn gật đầu, không khiêm tốn. Ở trước mặt loại người như Đinh Mạnh Phúc mà khiêm tốn thì không khác gì hai người tự sỉ nhục chính mình. Không biết anh Đường là người từ thế gia môn phái nào? Bỗng nhiên Đinh Mạnh Phúc hỏi. Đường Tuấn im lặng một lát rồi lắc đầu nói kẻ hèn không môn không phái. Đinh Mạnh Phúc giật mình, bỗng nhiên bật cười, nói là tôi suy nghĩ không được chu đáo. Nếu anh Đường không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi. Đường Tuấn rất muốn cười khổ, anh thật sự là không môn không phái, tại sao mỗi lần nói ra thì không ai tin tưởng vậy? Đúng rồi anh Đường, thứ này cậu cầm lấy đi. Đinh Mạnh Phúc lấy ra một khối mộc bài từ trong túi áo, trên bài có khắc đồ án bát quái. Đây là, Đường Tuấn thắc mắc. Đinh Mạnh Phúc nói, đây là lệnh bài của phái Bát Quái. Có lệnh bài này, anh sẽ là khách của phái Bát Quái chúng tôi. Phái Bát Quái của tôi có tài sản tư nhân và thế lực không nhỏ ở trong các thành phố nếu anh đường không muốn tự giới thiệu thì có thể đưa lệnh bài này ra, có lẽ có thể thay anh giải quyết không ít phiền toái. Hơn nữa tôi muốn mời anh đường nếu rãnh rỗi thì đến phái bát quái của chúng tôi làm khách, nếu có thể thì tôi cùng với anh đường có thể bàn luận với nhau về võ công để cùng nhau tiến bộ. chương 240 sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Đường Tuấn tự hỏi một chút rồi nhận lấy lệnh bài, để lại phương thức liên lạc cho Đinh Mạnh Phúc. Phái bát quái là môn phái từ xa xưa của nước Việt Nam, Đệ tử của phái này nhiều không đếm xuể, có thể nói là trải rộng ở các ngành nghề, phát triển nhiều năm như vậy nên đã âm thầm hình thành nên một thế lực đặc biệt. Không chỉ là phái bát quái mà bất cứ môn phái và thế gia võ đạo nào cũng như thế cả, chỉ là có hiện rõ cho mọi người thấy hay không mà thôi. Thấy Đường Tuấn đã nhận lấy, Đinh Mạnh Phúc lộ ra nụ cười, tán gẫu thêm vài câu rồi rời đi trước cùng với Phạm Tĩnh. "Sư phụ, sao người lại có thể đưa lệnh bài cho cậu ta chứ?" Sau khi đi ra khỏi khe núi, Phạm Tĩnh mới khó hiểu mà hỏi. Thân là đệ tử của phái bát quái, anh rất rõ ý nghĩa của lệnh bài đó. Cả phái bát quái chỉ có 10 khối lệnh bài này nên nó đương nhiên không bình thường như là Đinh Mạnh Phúc nói, nó đại diện cho một loại thân phận. Có được khối lệnh bài này sẽ có được một nửa quyền lực như là những người cấp cao của phái bát quái, có thể ra lệnh cho đệ tử phái bát quái làm việc. Mà hiện nay, trên cả nước đã có hơn 1.000 phòng tập võ của phái bát quái, chỉ vậy thôi đã có thể thấy được khối lệnh bài đó lợi hại cỡ nào rồi. Đinh Mạnh Phúc nhìn Phạm Tính, không trả lời mà hỏi ngược lại con hận cậu ta ư. Phạm Tính không nói ra nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ rồi. Đinh Mạnh Phúc nói, muốn báo thù thì trở về chăm chỉ luyện võ công đi. Đường Tuấn không phải là người bình thường, thiên phú võ thuật của cậu ta là thứ mà cuộc đời này thầy rất ít gặp được. Có lẽ chỉ có mấy người như chân nhân trẻ tuổi Hồng Lĩnh hay chú Tiểu Câm Niếc của chùa Ba Vàng mới có thể đủ để so sánh. Phạm Tĩnh khiếp sợ, chân nhân trẻ Hồng Lĩnh và chú Tiểu Câm Niếc trong miệng Đinh Mạnh Phúc đều là tông sư thiếu niên cấp bậc cao thủ, những người đó hầu như đều là thăng cấp cảnh giới chân khí ở tuổi 30, thiên phú quái dị như thế thì Đường Tuấn dựa vào cái gì mà đi so sánh với bọn họ chứ? Ha ha, con đừng có mà không phục, làm sao Đinh Mạnh Phúc không hiểu đệ tử mình đang suy nghĩ cái gì chứ? ông nói hôm nay thầy tặng cho cậu ta lệnh bài là để kết một cái duyên lành về phần sau này sẽ như thế nào thì đã không phải là điều mà thầy có thể điều khiển được ông vỗ vỗ bả vai phạm tính nói dáng nỗ lực đi đinh mạnh phúc vừa mới rời đi tần nhu cũng nhanh chóng rời đi theo cô không dám ở lại lâu sợ đường tuấn sẽ đổi ý đường tuấn đi trở về chỗ trần bá phước ánh mắt của mọi người nhìn anh đã không còn như lúc trước mà là mang theo sự sợ hãi và hâm mộ Trương Tuyền ngồi ở trên ghế, thân thể lui lui về phía sau sợ Đường Tuấn chú ý đến mình. Từ sau khi Đường Tuấn biểu hiện ra thực lực tông sư thì ông đã run rẩy đứng ngồi không yên, sau khi Đường Tuấn đánh bại được Đinh Mạnh Phúc thì ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Đường Tuấn đi thẳng đến trước mặt Trương Tuyền nói: "Sư phụ Trương Tuyền, Hồ Tam là ông kêu đúng không?" Trương Tuyền mở miệng muốn phủ nhận nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Đường Tuấn thì không dám mở miệng ra nói ha ha đương tuấn cười lạnh một tiếng sát khí từ trong mắt toát ra tha mạng xin tông sư tha mạng trương tuyền không dám ngồi nữa quy xuống trên mặt đất bây giờ mới biết xin tha mạng trễ rồi đương tuấn đá vào trên người trương tuyền một cú ông ta bay thẳng ra ngoài 78 tám mét hôn mê bất tỉnh đương tuấn làm xong mới vỗ vỗ tay như là vừa mới dọn dẹp xong một đống rác rưởi anh không giết Trương Tuyền nhưng mà dùng một chút mánh khóe nhỏ để cả đời ông ta không bao giờ có thể thăng cấp lên tới cảnh giới chân khí. Loại trừng phạt này đối với Trương Tuyền mà nói, còn đau đớn hơn cả cái chết. "Đường, Đường đại sư, chúng ta đi về trước thôi." Trần Bá Phước không dám nói nhiều một câu, chỉ có thể nơm nớp lo sợ hỏi han. Đồng thời ông cũng cảm thấy may mắn, may mắn là lúc ấy mình không bị ma quỷ ám vào người mà đi theo Trương Tuyền đắc tội với Đường Tuấn nếu không thì kết cục của ông ta sẽ không khác gì so với Trương Tuyền. Audio điện tử võ tấn bền. chương 241, Tập đoàn Nam Nhật. Lý Quang Huy ơi là Lý Quang Huy, ông tự cho là thông minh cả một đời, không nghĩ tới lần này lại sai thái quá như vậy sao? Tông sư ở ngay trước mắt lại không biết mà đi giao thiệp. Trần Bá Phước cười lạnh trong lòng. Tôi biết anh Đường Tuấn lợi hại nhất mà. Thẩm Mộng Nhu kéo tay Đường Tuấn, vẻ mặt vui vẻ mà nói. Trái tim thì vẫn còn đang đập thình thịch, lúc Đường Tuấn đánh nhau với Đinh Mạnh Phúc cô căng thẳng đến mức trái tim run lên. "Trở về thôi." Đường Tuấn sờ sờ đầu cô gái, vẻ mặt nuông chiều nói. Đoàn người quay lại khách sạn Phúc Lai, sau khi Đường Tuấn và Thẩm Mộng Nhu nói chuyện với nhau xong, Trần Bá Phước đến nói anh nghe mấy người Âu Dương Hồng Vũ, Hoàng Trung Sơn và Diệp Phi Vũ muốn gặp anh. Đường Tuấn không từ chối, mấy người này đều là những ông lớn của các thành phố khác nhau có tác dụng rất lớn đối với tương lai của anh. Trong đại sảnh của khách sạn Phúc Lai, Đường Tuấn ngồi ở trên vị trí chủ, phía dưới là bốn người bọn Trần Bá Phước. Mấy người tìm tôi có chuyện gì? Đường Tuấn thản nhiên hỏi. Mọi người ngẩn ngơ, nếu như người nào mà không hiểu chuyện thì nhìn thấy Đường Tuấn sẽ nghĩ rằng anh chỉ là một sinh viên mới ra trường mà thôi, sẽ không ai để hai chữ Tông Sư và Đường Tuấn gắn với nhau cả. Diệp Thiên Vũ là người có lai lịch cao nhất ở đây, cũng là người có nội công trong người, ông cung kính nói, đường đại sư, tôi tới tìm anh là vì muốn thảo luận với anh về cuộc đấu võ lần này. Phó công của đường đại sư ở trong toàn bộ sân thi đấu là có một không hai, là người đứng đầu trong cuộc thi đấu quyền lần này. Dựa theo quy tắc thì đường đại sư có thể đưa ra một yêu cầu cho chúng tôi. Ồ, cái gì cũng được ư, đường Tuấn cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thiên Vũ nói, đúng vậy. Thật ra quy tắc này có tính hạn chế, Ví dụ như không thể yêu cầu muốn lấy hết toàn bộ tài sản của đối phương, nhưng ai biết lần này lại mạo phạm phải một vị tông sư. Đường Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói, đúng là tôi có mấy chuyện phải làm phiền các vị ở đây. Xin Đường đại sư cứ nói, Diệp Thiên Vũ nói. Đường Tuấn nói, qua một thời gian nữa, tập đoàn Nam Nhật sẽ thông báo cho ra hai loại thuốc mới, là thuốc thông thần và bột tuyết cơ, tôi hy vọng các vị sẽ giúp tôi chuyện này. Dù sao thì năng lực của Diệp Nam Nhật cũng có giới hạn có thể phát triển thuốc thông thần và bột tuyết cơ hết toàn bộ thành phố Vinh thì đã rất tốt rồi. Mà mỗi người ở đây thì dường như đều có thế lực và khả năng kinh tế không thua gì Diệp Nam Nhật, nếu có được sự trợ giúp của bọn họ thì nguồn tiêu thụ của dược phẩm sẽ tăng trưởng rất mạnh mẽ. Tập đoàn Nam Nhật, ngoài trừ Trần Bá Phước ra thì những người khác đều nhìn thấy sự khiếp sợ và hoài nghi từ trong ánh mắt của nhau. Đương nhiên là bọn họ đã từng nghe qua tập đoàn Nam Nhật rồi, có lẽ ở trong thành phố Vinh thì nó được coi là một trong ba công ty lớn hàng đầu, nhưng mà ở trong mắt bọn họ thì không là cái gì cả. Có thể ngồi ở chỗ này thì hầu như đều là ông lớn của một thành phố, thế lực phía sau lưng họ lớn mạnh hơn Diệp Nam Nhật rất nhiều. Nhưng mà một cái công ty không lớn không nhỏ như thế lại có được sự giúp đỡ của một vị tông sư, đó mới là điều khiến bọn họ khiếp sợ. Đường đại sư, không biết quan hệ của anh với Diệp Nam Nhật là? Diệp Thiên Vũ dò hỏi. Đường Tuấn thản nhiên nói, thuốc thông thần và bột tuyết cơ là sản nghiệp của tôi, các người chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Những người khác đã hiểu rõ trong lòng, thực lực của tông sư như thế nào bọn họ là người rõ ràng nhất. Có thể nói sau lưng một vị tông sư là các mối quan hệ rắc rối khó gỡ cuộn lại với nhau, rất nhiều tập đoàn công ty lớn không tiếc núi mà tặng cổ phần cho một vị cao thủ tông sư để nịnh bợ, cầu xin sự che chở. Nếu đây là yêu cầu cầu của tông sư, tôi chắc chắn sẽ nghe theo. Diệp Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Những người khác cũng gật đầu, duy trì ủng hộ, hai loại thuốc mới được đưa ra thị trường đối với bọn họ chỉ là một việc nhỏ. Đương nhiên họ sẽ không vì một chuyện còn con này mà đi đắc tội với một vị tông sư. chương 242, Hồ Tam là gì của cậu? Cảm ơn các vị, Đường Tuấn nói. Đường Đại Sư quá khách sáo rồi, về chi tiết hợp tác và công việc, chúng tôi sẽ trở về công ty để thương thảo và viết ra hợp đồng, đến lúc đó sẽ tới thành phố Vinh để tìm anh diệp thiên vũ nói đường tuấn gật đầu những người tập trung ở đây đều là cao thủ nội công vì muốn cảm ơn bọn họ nên đường tuấn đã kêu bọn họ đưa ra những vấn đề khó khăn mà họ gặp phải trong vấn đề tu luyện anh sẽ giải đáp thắc mắc cho bọn họ tuy rằng anh không trải qua quá trình bồi dưỡng từ nhỏ ở trong thế gia võ đạo nhưng những gì mà anh có được trong hai ngày nay cộng với góc nhìn của một vị tông sư rất nhiều vấn đề võ học và khó khăn đối với bọn người âu dương hồng phượng thì ở trong mắt anh lại rất đơn giản thảo luận một hồi thì trời cũng đã tối, đám người mới tỏ ra không vui vẻ mà rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Đường Tuấn ngồi một mình ở giữa phòng khách, hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đại sư Đường, không biết ngài có tính toán gì tiếp theo hay không? Trần Bá Phước đứng đó, thái độ cung kính dò hỏi. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, thái độ của Trần Bá Phước đối với Đường Tuấn đã thay đổi rõ rệt ông ta từ một người tùy tiện nịnh bợ con cái thế ra một chút trở thành kính sợ như thần đối với đại sư cảnh giới chân khí ngón tay đường tuấn gõ gõ mặt bàn nói không có việc gì thì ngày mai sẽ quay trở về trần bá phước nhẹ nhàng gật đầu nói vậy thì đại sư đường về sự việc xảy ra trong cuộc thi đấu quyền thuật này thì tôi phải nói với lý quang huy như thế nào đường tuấn hơi trầm ngâm rồi nói nói đúng sự thật là được nếu lần này anh còn muốn giấu giếm thân phận tông sư của mình nữa thì không thể nào trận đấu ở thành cổ bắc ninh đã có rất nhiều người biết qua không bao lâu nữa thì thông qua đủ mọi con đường thân phận tông sư thiếu niên hàng đầu của anh sẽ bị truyền bá ra ngoài về chuyện sau khi lý quang huy biết được sẽ suy nghĩ cái gì anh không để ở trong lòng giống như con voi có bao giờ để ý đến con kiến đâu lý quang huy chỉ là người thường cho dù có tiền có thế thì cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi đã biết Trần Bá Phước trả lời. Đúng rồi, Đại sư Đường, tôi có một món quà muốn tặng cho ngài. Bỗng nhiên Trần Bá Phước nói, sau đó ông ta gọi to ra ngoài cửa, mang người vào đây. Cửa phòng khách được đẩy ra, cấp dưới đắc lực của Trần Bá Phước kéo theo một người đàn ông mặt mũi bầm dập đi vào. Đại sư Đường, người này là tên đầu sỏ mới được bọn lưu manh địa phương bầu ra sau khi Hồ Tam đã chết, tên này còn ồn ào nhốn nháo khắp nơi nói muốn tìm ngài báo thù tôi đem thằng này bắt tới cho ngài, ngài muốn xử lý như thế nào? Trần Bá Phước thật cẩn thận mà hỏi Han, nếu là ngày hôm qua thì ông sẽ không bao giờ đi chùi đít mấy việc này cho Đường Tuấn, nhưng mà bây giờ thì mấy chuyện chùi đít này có rất nhiều người tranh giành muốn làm cho Đường Tuấn. Hồ Tam là gì của cậu? Đường Tuấn nhìn người đàn ông, hỏi. Tao tên Hồ Nhị, Hồ Tam là em họ của tao, nghe nói là mày giết nó, tao muốn báo thù cho nó, người đàn ông này có làn da ngăm đen, nói chuyện hung hăng tục tiếu, vẻ mặt hồ nhị giữ tợn mà nói, lúc nào cũng muốn, chỉ tiếc là mấy người xấu xa từ bên ngoài đến như tụi mày chỉ biết lấy nhiều hiếp ít. Bằng không lấy cái bộ dạng ẻo lả của mày, tao đánh mấy quyền là mày đã chết thẳng cẳng. Phó công em trai tao lợi hại như vậy, không biết mày đã dùng cái loại thủ đoạn đê tiện gì để giết nó. Nó chết quá oan uổng. Cuộc chiến ở trong khe núi chỉ có người của các thế lực khắp nơi tới xem và tham gia, người ở thành cổ Bắc Ninh không được cho phép vào xem cuộc chiến cho nên hồ nhị nói ra mấy lời này thật là rất đúng lý hợp tình. chương 243 thổi khí thành phong. câm mồm, đại sư đường muốn giết hồ tam thì cần gì dùng đến thủ đoạn. Trần bá phước quát to nói. Hừ, quả nhiên tao không nói không sai, mấy người bên ngoài như tụi mày chỉ biết lấy nhiều khinh ít. Có bản lĩnh thì một mình đấu với tao. Hồ nhị không phục, hung tợn nói với đường tuấn. Thả cậu ta ra, đường tuấn nói với người đang kéo hồ nhị người nọ lập tức cởi trói cho hồ nhị. Chỉ cần cậu có thể đi đến trước mặt tôi, tôi sẽ cho cậu cơ hội báo thù. Đường Tuấn thản nhiên mà nói với hồ nhị. Vậy không phải là quá dễ dàng, hồ nhị cười to nói. Trong lúc nói chuyện cậu ta đã bắt đầu đi, cậu ta bước rất dài, mỗi một bước có thể dài hơn gấp đôi bình thường, chỉ cần vài chục bước là có thể đi đến trước mặt đường Tuấn. Ngay trong lúc mà hồ nhị tự cho là vô cùng thoải mái, đang đắc ý nhìn Đường Tuấn thì cậu ta nhìn thấy Đường Tuấn làm một động tác rất kỳ quái. Đường Tuấn hít một hơi thật sâu, sau đó thổi ra. Ao ao. Bỗng nhiên một luồng gió lớn xuất hiện ở trong phòng khách, gió lớn tàn phá bừa bãi, thổi quét các loại vật dụng trên bàn ăn và phòng khách. Mà Hồ Nhị đang đứng ở chính giữa trận gió lớn thì là người khó chịu nhất. Da mặt của cậu ta bị cắt qua cắt lại, cảm giác như là trong gió mang theo một loại lực lượng khủng bố được điều khiển để đè ép anh ta làm cho cơ thể anh ta càng lúc càng nhẹ. Cộc, cộc, cộc. Hồ nhị lui về phía sau mấy bước liên tục, cuối cùng cả người mềm nhũn mà ngồi phịch xuống trên mặt đất không thể đứng dậy nổi. Anh khó khăn ngẩng đầu lên nhìn đường Tuấn, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi chứ không còn sự tự tin và không phục như lúc trước. Thổi khí thành phong. Trần Bá Phước đứng kế bên đã nhìn đến ngơ ngác ông đã sớm nghe qua tông sư chân khí có rất nhiều bản lĩnh thần kỳ trong đó còn có mấy loại như đạp nước mà đi trích diệp phi hoa thổi khí thành phong và rất nhiều thủ đoạn khác lúc trước ông còn tưởng rằng đây chỉ là những thứ trong truyền thuyết hay là có người nào đó bịa đặt ra mà thôi chưa bao giờ tin tưởng nhưng bây giờ đường tuấn đang làm những thứ này trước mặt ông nó là sự thật điều này mang đến chấn động rất lớn trong tâm hồn ông cậu còn muốn báo thù nữa không đường tuấn đứng nhìn hồ nhị đang sợ hãi quỳ dạp xuống mặt đất thần, ngài là thần tiên hạ phàm, hồ nhị giác ngộ, nói năng vội vàng lung tung, chỉ có thần mới có thể làm được những điều này, hồ tam đắc tội ngài, ngài giết nó là bởi vì nó đáng chết. Có thể thổi khí thành phong, ở trong mắt hồ nhị đã không còn là bản lĩnh của người bình thường nữa. Mà không phải người thì chỉ còn là thần mà thôi. Thần, ha ha, đường Tuấn cảm thấy rất buồn cười tuy rằng mánh khóe mà anh bày ra đã vượt qua tưởng tượng của người bình thường nhưng mà so với thần ở trong các truyền thuyết và thần thoại thì chỉ có thể xem là một trên trời một dưới đất. Tuy rằng hồ nhị này hung ác tàn bạo nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tên lưu manh kiến thức cạn hẹp tỏ ra oai phong ở trong thành cổ Bắc Ninh này mà thôi, nhìn thấy anh vừa mới lộ ra tí bản lĩnh đã lập tức quỳ sát. Đường Tuấn xua xua tay, đã có người nhanh chóng đi đến dẫn hồ nhị đi, hồ nhị có kết quả như thế nào thì anh lười quan tâm. Ngay hôm sau, đoàn người Trần Bá Phước và Đường Tuấn đã chuẩn bị đi trở về. Chỉ mới 5 ngày thôi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến trạng thái tinh thần của rất nhiều người vô cùng mỏi mệt. Đặc biệt là Trương Tuyền, bây giờ ông ta thấy Đường Tuấn như là chuột nhìn thấy mèo, sợ hãi rụt rè không dám nhìn thẳng anh. Trái tim mạnh mẽ một lòng muốn tiến vào võ đạo của ông đã bị Đường Tuấn phá hủy, nó không còn tồn tại nữa. Ba người Âu Dương Hồng Phượng, Hoàng Tường và Diệp Thiên Vũ biết được là Đường Tuấn phải rời đi, đều đến nơi để đưa tiến, ngỏ lời là sau một khoảng thời gian nữa sẽ tới thành phố Vinh để thăm hỏi. Đường Tuấn đồng ý với từng người. Một đoàn xe rời khỏi khách sạn Phúc Lai, chương 244 Lão Đại, có người đột kích chúng ta. Ba người Âu Dương Hồng Phượng, Hoàng Tường, Diệp Thiên Vũ đứng trên ngã tư khách sạn, bỗng nhiên lặng im không nói gì. Chúng ta nên trở về nhà. Âu Dương Mạnh đứng ở sau lưng Âu Dương Hồng Vũ, Nói tôi hôm qua chú đã nói chuyện của Đường Tuấn cho người trong nhà và các bậc trên của môn phái biết, bọn họ cảm thấy rất hứng thú nhưng có người cho rằng chúng ta lấy cớ bởi vì đã thất bại. Đối với chuyện chúng ta trợ giúp tập đoàn Nam Nhật, công ty đã mượn cơ hội này mà nảy sinh phân chia, chúng ta phải nhanh chóng quay trở về giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Cha con lại đang bệnh nặng, nếu con muốn tiếp nhận công ty, chỉ sợ lần này sẽ không dễ dàng. Âu Dương Hồng Vũ nghe thế, đôi tay nắm chặt Vốn dĩ lần này cha cô mới là người dẫn đội đi tham gia nhưng cha cô lại đột nhiên bị bệnh nặng, còn bị bác sĩ thông báo là không còn bao nhiêu ngày nữa, cho nên cô mới muốn mượn cuộc thi quyền thuật này để tích lũy danh vọng cho chính mình, đặt nền móng cho việc tiếp nhận công ty. Nếu mình có được thực lực của tông sư thì làm sao đám lão già kia dám nghi ngờ như thế. Trong đầu Âu Dương Hồng Vũ không nhịn được hiện ra cảnh tượng mà Đường Tuấn đánh thắng Đinh Mạnh Phúc ngày ấy, ý nghĩ này tự nhiên mà sinh ra. Đất nước có người tài mới Thế hệ người mới sẽ thay thế những người cũ." Diệp Thiên Vũ xúc động mà nói, ông cũng là một cao thủ nội công cảnh giới đại thành, nhưng mà cho dù là ở trước mặt Đinh Mạnh Phúc hay là Đường Tuấn thì cũng không đủ để nhìn. Lần này chú em Trần Bá Phước phát đạt lớn rồi, ôm được cái cây lớn như đại sư Đường, chỉ sợ Lý Quang Huy cũng không dám không nhìn sắc mặt ông ta." Hoàng Tường nói. Khi mọi người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đội xe của Trần Bá Phước đã gần tới con đường lớn của thành cổ Bắc Ninh rồi. Lúc tới, Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu ngồi ở tiết hàng cuối cùng của đội xe, lần này quay lại lại được ngồi ở ngay chính giữa của đoàn xe, trên con Hummer bản giới hạn. Anh Đường Tuấn, chúng ta sắp phải về rồi sao? Đường Tuấn xoa đầu cô gái nhỏ, nói, ừ, đợi Ngọc Nhu khỏi bệnh rồi, tôi lại đưa cô ra ngoài chơi. Ưm, um, ngoắc tay, Thẩm Ngọc Nhu đưa ngón út của mình ra. Đường Tuấn nở nụ cười, cũng đưa ngón tay út ra như Thẩm Ngọc Nhu móc vào ngón tay cô ấy cuối cùng còn đóng dấu ngón tay cái. Trần Bá Phước đứng ở đó nhìn mà ngơ cả người, đây vẫn là đại sư đường bá khí ngút trời kia sao, sao cứ có cảm giác giống như một đứa trẻ chưa lớn thế nhỉ. Đường Tuấn lại cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên, vẻ bá đạo và võ lực bày ra để cho kẻ địch xem, dùng để bảo vệ người trong lòng mình. Còn ở trước mặt bạn bè và người thân, Đường Tuấn tình nguyện trở thành Đường Tuấn chứ không phải đại sư đường gì cả. Dầm! Ngay lúc này, hàng đầu xe bỗng vang lên tiếng đụng xe trầm thấp sau đó là một trận khóc lóc và cãi vã mặc dù cách âm của chiếc hammer này rất tốt nhưng với thính lực của đường tuấn thì những âm thanh kia như đang diễn ra bên tai vậy dừng xe đường tuấn ra lệnh cạch chiếc xe dừng lại đại sư đường sao thế trần bá phước không hiểu hỏi không đợi đường tuấn trả lời bộ đàm trong xe vang lên giọng nói đầy hoang mang lão đại có người đột kích chúng ta đột kích sắc mặt Trần Bá Phước khẽ thay đổi, nhỏ giọng nói, tên nào to gan như vậy, đại sư đường còn đang ngồi trên xe đây này, còn dám mai phục đại sư. Chẳng lẽ nhàn hạ không có gì làm, chê mình sống lâu quá rồi hả? Cạch, đường Tuấn trực tiếp mở xe ra, chấp một cái, thân hình kia đã vút lên đỉnh xe Hammer. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chiếc xe Mercedes-Benz đang ở hàng đầu cách đó khoảng 10 mét đổ lại đã bị lật ngược lại, nằm lăn lóc giữa đường đi may mà thành cổ bắc ninh này khá vắng vẻ không thì lại tạo ra thêm vài vụ ủn tắc giao thông nữa một vài tên vệ sĩ vốn đang ở trong xe lúc này mới lúc nhúc bò từ trong xe ra khuôn mặt tràn đầy hoang mang mà nhìn ông già cách đó vài mét đường tuấn cũng nhìn lão già kia lão già đó tóc bạc phơ trên người mặc một bộ quần áo mỏng manh mặt mày lấm lem đi chân trần trông có vẻ giống với mấy ông già điên từ quê mới lên nhưng sắc mặt đường tuấn lại chấn động thân hình anh chỉ nhẹ nhàng lướt trên đỉnh xe mấy cái bèn xuất hiện ở đối xe phía trước. Đại sư đường, mấy tên thuộc hạ dưới chướng Trần Bá Phước thấy đường Tuấn bèn vui mừng gọi. chương 245 nó nhất định phải chết. Lúc này, người đàn ông già kia cầm một bức hình lên, so sánh với đường Tuấn một lúc mới nói, chính là mày giết đồ đệ của tao hả? Đường Tuấn không giải thích, ông ta hừ lạnh một tiếng, vò nát tấm hình vứt đi. Tấm hình rất nhẹ, căn bản cũng văng đi không xa, nhưng trong tay lão già kia, khi tấm hình văng đi lại phát ra âm thanh vun vút xé toạc không khí, tốc độ rất ư là kinh khủng. Người luyện võ thường có một câu hay nói như sau, trong võ công chỉ có duy nhất nhanh là không cách nào có thể khống chế nó được. Mặc dù đây cũng chưa hẳn là chân lý, nhưng khi tốc độ đạt tới một mức độ nào đó thì chỉ tờ giấy mỏng cũng có thể giết người. Đây chính là thủ pháp, phi hoa phi lá cũng có thể giết người đó. Mấy tên thuộc hạ của Trần Bá Phước sớm đã bị dọa đến mặt trắng bệch nhưng đường Tuấn chỉ nhăn mày một cái, chụp được bức hình kia thong rong như chụp một phiến lá bay trong gió vậy. Bức hình kia là một tấm ảnh màu, người trong tấm ảnh đó vừa hay là đường Tuấn, nhìn địa điểm hình như là lúc đấu võ trong khe núi chụp lại thì phải. Người trong hình là mày phải không? Lão già trông có vẻ điên khùng hỏi. Là tôi, đường Tuấn gật đầu. Tốt lắm, vậy thì không sai rồi, dám giết đệ tử của ông đây, vậy thì mày đền mạng cho nó đi. Lão già điên cười lạnh, để lộ ra một hàm răng vàng khè, khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp. Khí thế của lão già trước mặt này thay đổi rồi, không còn dở dở điên điên nữa, mà dường như biến thành quỷ hồn đoạt mạng rồi. Lời nói vừa nói ra, lão già đã di chuyển, cơ thể ông ta phi về phía đường Tuấn, động tác này có chút giống với thiết sơn khóa của bát cực quyền, nhưng lại hiểm hơn thiết sơn khóa mấy lần, một khi đụng vào, có khi có thể thổi bay một con xe. Có khi nào ông ta là sư phụ của Hồ Tam không? Cái vị tông sư điên khùng kia. Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ, đồng thời cũng mạnh mẽ dịch chuyển thân thể, tránh đi chiêu thức của lão già kia. Boom. Một cú này của lão già kia lại đập lên chiếc xe bên kia, mạnh mẽ hất bay con xe, lại còn lăn lộn vang xa mấy mét. Cũng may người trong xe đã chạy ra ngoài hết rồi, nếu không, dưới cú va chạm vừa nãy tuyệt đối không còn nổi đường sống. May trốn nổi không con, lão già điên căn bản không định buông tha cho Đường Tuấn, tiếp tục đánh tới ông ta là vị tông sư điên sư phụ của hồ tam lúc này trần bá phước cùng đám người thẩm ngọc nhu cũng chạy tới dãy xe đầu tiên trần bá phước nhìn thấy lão già điên này thì thất thanh kêu lên tông sư điên trong mắt trường tuyển hiện lên một tia khoái trá trong lòng liên tục hô lên giết đường tuấn giết đường tuấn đi đại ca trần lão già điên này rốt cuộc là ai vậy lẽ nào còn đỉnh hơn cả đại sư đường sao có thuộc hạ thấy trần bá phước thế này bèn không hiểu mà hỏi thăm nét mặt trần bá phước nhăn nhó gật đầu nói lão già điên này mấy năm trước mới đột phá lên cảnh giới tông sư đó nghe nói ông ta từng đánh một vị tông sư bị trọng thương cuối cùng không chị mà chết mặc dù đại sư đường cũng là tông sư nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ quá lăn lộn trong cảnh giới tông sư vẫn chưa bao lâu thực lực của lão già điên này không phải loại như đinh mạnh phúc mới phi thăng lên cảnh giới tông sư có thể so sánh được lần này sợ rằng đại sư đường gặp phải khó khăn rồi trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, Đường Tuấn và vị tông sư điên kia đã bắt đầu đọ chiêu. Giao thủ giữa hai người cực kỳ kịch liệt, hầu như chiêu nào chiêu nấy cũng đấm vào sâu trong máu thịt, lão già điên đó như người không có cảm giác đau vậy, Đường Tuấn đánh lên người ông ta ngược lại còn cảm thấy tay mình đau. Hai người giao thủ với nhau tạo ra vô số những chân khí vô hình khiến cho con đường vốn đã khấp kha khấp khỉnh càng hư hỏng nặng hơn nữa, đất đá bắn tung tóe, cỏ cây bên đường đều bị lật hết cả lên. Nếu như để người thường nhìn thấy cảnh này, sợ rằng sớm đã bị dọa cho sợ vỡ mật. Cái khung cảnh chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh, giờ lại xuất hiện một cách chân thực ngay trước mắt, quả thực đủ để bóp méo tam quan của người thường. Khiếp quá đi, đây chính là thực lực của cảnh giới tông sư sao. Trường tuyền tự làm nhảm một mình, trên mặt còn mang theo biểu cảm khủng hoảng, kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng rằng với trình độ tu vi luyện công hóa khí của mình có thể tiếp được vài chiêu của đường tuấn, lại không ngờ rằng trước đây đường tuấn vẫn chưa bày ra toàn bộ thực lực của bản thân nếu như biết được sức mạnh của tông sư oách xà lách thế này ông ta tuyệt đối không dám nghĩ tới việc trách móc nửa lời chết nó nhất định phải chết trương tuyền nắm chặt tay thành hình nám đấm răng cắn chặt đến phun máu ông ta biết rõ bản thân cả đời này cũng không thể báo thù đường tuấn được chỉ có thể ném đá giấu tay chút giận nỗi hận trong lòng mà đám người trần bá phước cũng nghiêm túc xem đến cùng cực đến thở mạnh một cái cũng không dám. Thẩm Ngọc Nhu lại nhăn mày, biểu cảm lo lắng, giống như tự mình cổ vũ người ta vậy, anh Đường Tuấn nhất định phải thắng đó. Trần Bá Phước ngược lại lắc đầu, thực lực của vị tông sư điên này so với Đinh Mạnh Phúc sợ rằng còn đáng sợ hơn gấp vài lần, Đường Tuấn muốn thắng được ông ta là chuyện không thể nào. Những người có mặt ở đó, sợ rằng chỉ có mình Thẩm Ngọc Nhu có niềm tin vào Đường Tuấn thôi. Chuẩn bị trước đi nếu như lão già điên kia chút nữa có định làm việc gì gây ra bất lợi cho đại sư đường, chúng ta liền ra tay. Trần Bá Phước nghĩ một chút, sau đó mặt mày nghiêm lại đầy uy hiếp nhìn thuộc hạ xung quanh nói. Khó khăn lắm mới có thể lôi kéo mối quan hệ với một vị tông sư, ông ta không thể để người khác phá hoại được. Đường Tuấn có thể thua, nhưng không thể chết. Audio điện tử võ tấn bền. chương 246 chống đỡ được súng ngắm sao. Đại ca Trần, Chúng ta thật sự là phải đánh nhau với tên đạo sĩ điên kia sao? Ông ta mạnh quá, chúng ta sợ là đến cả tư cách nhét vào cái răng của ông ta cũng không có." Có người mang vẻ mặt sợ hãi nói. Phần lớn người trong đám người bọn họ đều là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, thậm chí có mấy người là cao thủ cấp bậc binh vương trong quân đội, nhưng lúc này cuộc đánh nhau của Đường Tuấn và đạo sĩ điên đã vượt qua sự nhận thức của bọn họ, sự sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Vẻ mặt Trần Bá Phước trầm xuống, nói cậu ta có mạnh hơn nữa thì thế nào chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được súng lục chống đỡ được súng ngắm sao đại ca anh có người kinh ngạc nói trong tay bọn họ quả thực là có súng lục và một cây súng ngắm nhưng nếu như thật sự dùng tới súng thì đến lúc đó sẽ rước lấy không ít phiền phức không quan tâm nữa phiền phức thì đợi sau hãng nói đại sư đường tuyệt đối không thể có bất chắc gì tam tử đi chuẩn bị đi nếu như ông già kia dám xuống tay đại sư đường thì bắn một phát vào đầu ông ta cho tôi. Trần Bá Phước nói với một người ở trong đội ngũ. Thân hình người kia gầy còm, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, chính là một tay bắn tỉa giải ngũ từ trong quân đội. Tam tử gật đầu, sau đó đi lắp ráp súng. Mấy người khác thấy Trần Bá Phước đã hạ quyết tâm rồi thì cũng không nói nhiều nữa. Nhưng nỗi sợ hãi ở trong lòng cũng tạm thời được đè xuống. Chỉ cần có thể sử dụng được súng ống, thì bọn họ có niềm tin sẽ giết chết được ông già kia người có mạnh hơn đi nữa thì cuối cùng vẫn là thân thể bằng xương bằng thịt, không phải là thần, không chống đỡ được đạn của súng ống. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng người luyện võ của xã hội hiện đại không dám hành động tùy tiện. Ở cổ đại có hiệp khách dùng võ vi phạm điều cấm, hiện địa cũng như thế. Nhưng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hạn chế của con người với người luyện võ càng ngày càng nhiều. Người bình thường có một khẩu súng trên tay, thậm chí còn có cơ hội giết chết một cao thủ võ công nội công cảnh giới đại thành huống chi đám người bọn họ không phải là người bình thường, liên hợp lại giết một vị tông sư quả thực là có cơ hội rất lớn. Cậu nhóc, thật không tệ, nhưng cậu không nên giết đệ tử của tôi, tuy là trên gương mặt của đạo sĩ toàn là bùn, nhưng trên người lại có một loại khí thế làm chấn động lòng người. Loại khí thế này đến từ sức mạnh mạnh mẽ trên người, cho dù là ông ta có ăn mặc như ăn mày, thì vương công quý tộc ở trước mặt của ông ta cũng thấp hơn một đẳng cấp. Cậu đáng chết, giọng nói lạnh lùng của đạo sĩ điên mang theo một loại mùi của sự tuyên án tất cả. Thân hình của ông ta đột nhiên lùi ra sau, giống như chim đại bàng dương cánh, cánh tay vung lên, một cây trường đao chân khí theo thế xuất hiện, chém về phía đường Tuấn. Loại trường đao chân khí này người bình thường không nhìn thấy được, nhưng cao thủ tông sư lại có thể cảm ứng được. Lỗ chân lông khắp cơ thể của đường Tuấn đột nhiên nở ra, đó là bản năng nhận biết và phản ứng với nguy hiểm của cơ thể. Sức mạnh của đạo sĩ điên vượt qua sức tưởng tượng của anh, chỉ mỗi cây trường đao chân khí này thôi, cũng đã khiến Đường Tuấn tự nhận rằng là không làm được rồi. Cây trường đao hùng dũng, giống như là đến từ vùng hư không đen tối, uy lực vô tận, mạng người dưới sự chém giết của nó, thật sự là như cỏ rác. Đường Tuấn không thể tránh né, hai bàn tay chập mạnh lại với nhau, kẹp trường đao chân khí vào giữa hai bàn tay. Trường đao chân khí có tính chất là vô hình, Vỗ một cái, trong không trung đột nhiên xuất hiện một âm thanh trầm thấp, giống như tiếng nổ rất mạnh vậy. Sau đó mọi người nhìn thấy hai chân của Đường Tuấn cong xuống, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rạn dạ nứt, lấy Đường Tuấn làm trung tâm, giống như mạng nhện từ từ lan ra. Trường đao chân khi tản ra chân khí cắt quần áo của Đường Tuấn, quần áo giống như là bị dao cắt đi vậy, xuất hiện vết cắt. Đây, đây, sự thay đổi này đến quá nhanh, bọn người Trần Bá Phước căn bản là không kịp chuẩn bị. Phụt chương 247, Đại sư Đường thắng rồi. Đường Tuấn phun mạnh ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đường cái. Mọi người cho rằng là đường Tuấn đã thua rồi, nhưng vào chính lúc này, thì sự thay đổi kỳ lạ lại xuất hiện trong không chung. Người đạo sĩ điên giống như chim đại bàng dương cánh nhảy lên cao đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất từ trên không chung, rơi bộp xuống mặt đất, sau đó thì hôn mê luôn, không biết là sống hay chết. Đại sư đường, thắng rồi sao? trần bá phước chỉ cảm thấy khô khốc ở trong miệng nói không rõ chữ đại sư đường thắng rồi không biết là ai đã hét lên sau đó mọi người đều phát ra tiếng hoan hô mà trương tuyền thì lại nắm chặt tay lại ánh mắt nhìn về phía đường tuấn trần đầy oán hận đến cả tông sư điên cũng không phải là đối thủ của anh sao nghe những tiếng hoan hô này đường tuấn lại lắc đầu lộ ra nụ cười khổ anh cũng không phải thắng Vừa nãy chính vào giây phút cuối cùng trường đao chân khí sắp bổ lên đầu của anh, thì anh đột nhiên cảm nhận được chân khí của đạo sĩ điên xuất hiện sự hỗn loạn, sau đó trường đao chân khí đột nhiên biến mất. Nếu như muộn thêm giây nữa, thì đầu và người của anh đều bị tách đôi ra rồi. Chuyện gì vậy? Trong lòng đường Tuấn thấy khó hiểu, hít thở nặng nề mấy hơi, sau khi bình ổn lại tâm trạng. Anh mới cảnh giác chậm chậm đi về phía chỗ đạo sĩ điên ngã xuống. Lúc này đạo sĩ điên đã hoàn toàn hôn mê rồi, vẻ mặt đỏ rực, giống như bị than nóng nướng qua vậy, cơ thể tản ra khí nóng hầm hập, sợ là đã lên đến 60 độ rồi. Nếu là người bình thường thì đã lăn quay ra chết từ sớm rồi, nhưng đạo sĩ điên lại vẫn sống, có thể thấy được sức sống mạnh mẽ của Tông Sư. Đều nói đạo sĩ điện bị thương rất nặng, mới dẫn đến bị điên. Xem ra là thật rồi, Đường Tuấn nhìn đạo sĩ điên đang hôn mê, trong mắt mang theo vẻ suy nghĩ. Dựa theo lý mà nói, giữ lại một đối thủ mạnh như đạo sĩ điên thì không khác gì đang treo một con dao trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhân lúc ông ta đang bị bệnh, lấy mạng của ông ta như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng nếu như không phải là vừa nãy đạo sĩ điên đột nhiên hôn mê, thì bây giờ Đường Tuấn đã chết rồi. Bỏ đi, nhà họ Đường của tôi chữa bệnh cứu người, chưa từng có phân biệt thù và bạn. Huống chi ông lão này còn dán tiếp cứu được tôi một mạng. Đường Tuấn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nếu như anh buông tay không thèm quan tâm, thì đạo sĩ điên sợ là sẽ phải chết không nghi ngờ nữa, hơn nữa còn điều này làm trái lại quy tắc chữa bệnh cứu người của nhà họ Đường. Anh bắt mạch cho đạo sĩ điên, phát hiện ở trong cơ thể của đạo sĩ điên vậy mà có hai luồng chân khí chạy loạn trong người. Một luồng là của bản thân ông ta, công chính hòa bình, mà luồng chân khí còn lại thì nóng rực ngang ngược, muốn thiêu đốt kinh mạch của ông ta luồng chân khí này có lẽ là người đã đánh đạo sĩ điên để lại chỉ là lấy bản lĩnh của đạo sĩ điên muốn ép luồng chân khí này ra cũng không phải là chuyện khó sao giữ lại ở trong cơ thể đến bây giờ đường tuấn nghi ngờ trong lòng suy nghĩ trong lòng nhưng động tác trên tay lại không dừng lấy hai cây ngân châm ra sau khi dùng chân khí để khử độc thì bắt đầu châm cứu cho đạo sĩ với khí cảnh y đạo của anh rồi phối hợp với tứ tượng châm pháp của nhà họ đường nên chân khí trong người của đạo sĩ rất nhanh đã ổn định lại. Nhưng Đường Tuấn vì để chắc chắn, còn phong vế mấy chỗ đại huyệt của đạo sĩ lại, để tránh cho ông ta khi tỉnh lại trở mặt không nhận người. Còn về phần chữa trị hết toàn bộ vết thương trong người của đạo sĩ, Đường Tuấn có thể làm được, nhưng cần phải châm cứu một đoạn thời gian rất dài và thêm thuốc an dưỡng. Nhiệt độ cơ thể của đạo sĩ dần 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 giảm xuống, gương mặt đỏ rực giống như than hồng cũng đã khôi phục lại màu sắc bình thường. Phu chương 248, tên tôi là Đường Tuấn. Đại sư Đường, ông ta, ông ta chết chưa? Có một đàn em của Trần Bá Phước hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, nói, vẫn chưa chết. Vừa nãy ông ta hôn mê, tôi đã cứu ông ta. Đại sư Đường, cậu, Trần Bá Phước kinh ngạc, thất thanh nói. Không sao cả, Đường Tuấn nhìn ra được sự lo lắng trong lòng của Trần Bá Phước, phất phất tay. Y đạo của anh bây giờ đã bước vào khí cảnh rồi, lại dùng tứ tượng châm pháp phong bế mấy chỗ đại huyệt của đạo sĩ, cho dù là võ công của ông ta có mạnh hơn nữa thì tạm thời cũng sẽ không thể thoát khỏi. Nếu như ông ta thật sự mang theo ác ý ở trong lòng thì Đường Tuấn sẽ dựa vào đó giết ông ta. Nhà họ Đường lấy chữa bệnh cứu người làm quy tắc, nhưng không có nghĩa là cứ ngu dốt trung thành tuân theo, nếu không thì cũng không thể truyền thừa hơn 200 năm. Trần Bá Phước vẫn có chút sợ hãi, võ công của đạo sĩ điên quá là đáng sợ, khiến cho ông ta cảm thấy không yên tâm. Tôi ngồi cùng một chiếc xe với ông ta, như thế này thì ông yên tâm rồi chứ. Đường Tuấn chân thật nói. Trần Bá Phước không dám nói nhiều, chỉ có thể đồng ý. Anh Đường Tuấn, tôi muốn ngồi cùng xe với anh, Thẩm Ngọc Nhu đột nhiên nói. Đường Tuấn vừa định từ chối, thì nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Ngọc Nhu, vẫn là mềm lòng nên gật đầu đồng ý. Dưới tình huống đạo sĩ điên bị phong bế mấy chỗ địa huyệt, thì anh vẫn bảo vệ được Thẩm Ngọc Nhu. Đoàn xe tiếp tục đi, vì an toàn, Xe của Đường Tuấn đi cuối cùng. Thuộc hạ của Trần Bá Phước lái xe cho bọn họ, vốn dĩ không ai dám lái xe cho Đường Tuấn, nhưng Trần Bá Phước thưởng rất nhiều, người này mới đồng ý. Nhưng dù vậy, tay cầm lái của anh ta vẫn còn run rẩy, liên tục nhìn Đường Tuấn và tên đạo sĩ điên đang hôn mê qua gương chiếu hậu. Ưm, ừ, đạo sĩ điên đột nhiên phát ra âm thanh rồi mở mắt. Két, két. Tài xế vẫn đang nhìn chằm chằm vào đạo sĩ điên, nhìn thấy cảnh này, tay đánh lái run một cái chiếc xe suýt nữa đâm vào gốc cây. May mắn là đường Tuấn đã kịp thời ổn định lại vô lăng. Không sao chứ, đường Tuấn chấn tĩnh tài xế. Cảm ơn đường đại sư, tài xế nói, mặt vẫn còn vẻ kinh sợ, nhưng vẫn phải tiếp nhận vô lăng. Anh là ai? Đạo sĩ điên hỏi, ông ta ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm đường Tuấn. Đường Tuấn nói, tên tôi là đường Tuấn. Trong lúc nói, anh đưa bức ảnh trong tay cho đạo sĩ điên, chính là bức ảnh đạo sĩ điên đã ném cho phía Đường Tuấn. Đạo sĩ điên trầm ngâm, như đang nhớ lại điều gì đó. 10 giây sau, ông bỗng ngẩng đầu nói, "Anh giết chết Hồ Tam." Đường Tuấn gật đầu nói, "Hồ Tam hãm hại tôi, anh ta đáng chết." Ông vẫn muốn báo thù cho anh ta. Đường Tuấn nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đạo sĩ điên cau mày suy nghĩ một lát, sau đó nở nụ cười, lắc đầu nói, "Hồ Tam hãm hại anh, đúng là đáng chết." Nhưng dù sao cậu ta cũng là đệ tử yêu thích của tôi, tôi là sư phụ cũng nên báo thù cho cậu ấy. Chương 249 đây không phải là bí mật. Ông thở dài nói, nhưng vừa rồi anh đã cứu mạng tôi. Lão đạo không phải là người lấy oán báo ân, hiện tại tôi muốn giết anh cũng không làm được. Tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường đứng là danh bất hư truyền. Lấy chân khí làm vật dẫn, vậy mà đã phong ấn hơn một nửa công lực của tôi. Lão đạo nể phục lão đạo sĩ này vừa mở miệng đã nói chúng tên tứ tượng châm pháp mà Đường Tuấn đã sử dụng. Đường Tuấn cảm thấy kinh ngạc, lão đạo có thân phận không tầm thường, có thể nhận ra phương pháp châm cứu của anh không phải là chuyện khó. Anh cười nói, đạo sĩ nói như vậy là có ý gì? Đạo sĩ điên xua tay nói, anh giết đồ đệ của tôi, nhưng lại cứu tôi, một mạng đổi một mạng, coi như không có chuyện gì. Tôi sẽ không tìm anh báo thù nữa, anh có thể nhổ ngân châm ra rồi. Đường Tuấn gật đầu, không hề trần trừ, duỗi tay nhổ mấy cây ngân châm đang cắm trên người của đạo sĩ. Đạo sĩ hai mắt sáng ngời nói, anh không sợ tôi nói dối, sẽ giết anh à. Với võ công của anh, không phải là đối thủ của tôi. Đường Tuấn cười nói, lời nói ra thì không hối hận. Nếu như Tông Sư không làm được, vậy võ công của ông cũng không có gì đáng tự hào. Đạo sĩ nghe vậy, sừng sốt một hồi, sau đó cười nói, đúng vậy. Anh thật xứng danh thiếu niên Tông Sư tôi đã lâu rồi chưa gặp cậu nhóc nào thú vị như anh. Chúng ta làm quen lại nào, tôi tên là Huyền Long Tử, anh gọi tôi là đạo sĩ Huyền Long Tử hoặc Huyền Long Tử lão đạo đều được. Đạo sĩ tự giới thiệu. Huyền Long Tử đạo trưởng, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Y thuật của nhà họ Đường thật sự rất khá, vết thương trên người đã làm khổ tôi nhiều năm, không ngờ anh châm vài kim là đã khá hơn rồi. Xem ra nhà họ Đường đã có người nối nghiệp rồi. Đạo sĩ Huyền Long Tử nói khẽ. Huyền Long tử đạo trưởng, vết thương của ông vẫn chưa lành, nếu muốn chữa khỏi hẳn cần một khoảng thời gian." Đường Tuấn nói. "Không ngờ Huyền Long tử thở dài nói, ha ha, chắc anh đã bắt mạch cho tôi, nên anh cũng biết tình hình khác thường của hai luồng chân khí trong cơ thể tôi rồi." Đường Tuấn gật đầu nói, là bị cưỡng ép đưa vào. Trên mặt Huyền Long tử hiện vẻ tức giận, nói anh ta muốn giết tôi, nhưng không ngờ tôi lại dám dùng chân khí của anh ta đưa vào trong cơ thể, thăng lên chân khí cảnh sự tức giận trên mặt biến thành nụ cười chua xót sầu khổ, ông nói, chỉ là thành công cũng chỉ vậy mà thất bại cũng chẳng hơn. Tuy rằng tôi dùng năng lượng chân khí đó để đột phá, nhưng luồng chân khí kia vẫn ở trong cơ thể tôi, giống như giòi bọ ở xương, dung hợp với chân khí của tôi, không phân biệt lẫn nhau. Sau một khoảng thời gian, hai loại chân khí sẽ bùng nổ. Nếu như anh thật sự chữa lành vết thương trong cơ thể của tôi, e là võ công của tôi sẽ suy giảm bảy, tám phần. Thì ra là như vậy, Đường Tuấn kinh ngạc thốt lên, khi tông sư đột phá, sợ nhất là chân khí không tinh khiết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến võ thuật sau này. Nhưng Huyền Long Tử đạo trưởng rõ ràng là một loại khác, hai luồng chân khí khác nhau đã tăng cường sức mạnh cho ông. "Thân tàn này của tôi không làm phiền anh phải chữa." Đạo sĩ Huyền Long Tử lắc đầu nói, "Nếu là chữa khỏi, cả đời này tôi cũng không báo thủ được anh rồi." "Tôi hiểu rồi." Đường Tuấn cảm thấy thương cảm thay cho đạo sĩ anh lấy ra một tờ giấy trong xe, nhanh tay viết xuống. "Đạo trưởng, đây là đơn thuốc, tuy rằng không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng khi ông cảm thấy chân khí sắp mất kiểm soát thì uống một liều thuốc có thể giảm đau tạm thời." Đường Tuấn đưa đơn thuốc cho đạo sĩ Huyền Long tử. "Cảm ơn anh bạn." Đạo sĩ Huyền Long tử trịnh trọng nói lời cảm ơn. "Tiện thể, đạo trưởng, tôi có chuyện muốn hỏi ông." Đường Tuấn hỏi. "Đạo sĩ Huyền Long tử, anh cứ nói." chỉ cần đạo lão biết, đều sẽ nói hết cho anh. Vẻ mặt đường Tuấn nghiêm túc, nói tôi muốn biết ở trên cảnh giới chân khí là gì. Y đạo có ba cảnh giới, trên khí cảnh là nhập thần. Tương tự, võ đạo cũng phải có ba cảnh giới, đạo trưởng có thể giải đáp cho tôi được không? Anh từng hỏi Đinh Mạnh Phúc, nhưng Đinh Mạnh Phúc vừa mới được lên tông sư, cảnh giới trên tông sư thì ông ta cũng không biết. Đạo sĩ Huyền Long Tử cười nói, cũng đúng, y thuật và võ công đều có điểm chung. Đây không phải là bí mật, sớm muộn gì anh cũng biết." Thần Hải, đạo sĩ Huyền Long tử vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thần Hải, Đường Tuấn thắc mắc." Đạo sĩ Huyền Long tử gật đầu, rồi nói, "Đúng vậy." Thần Hải, trên cảnh giới chân khí là cảnh giới Thần Hải, cũng như cách nói của y đạo, nhập thần. Tuy thành tựu đại biểu không giống nhau, nhưng lại cùng mục đích. Làm sao tôi có thể đạt đến cảnh giới đó?" Đường Tuấn hỏi. Muốn chữa khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam thì phải tìm cỏ băng phách, hoặc y đạo đạt cảnh giới nhập thần. Cỏ băng phách có tồn tại hay không còn chưa biết được, nên anh chỉ có thể từ cảnh giới y đạo nhập thần tìm ra bước đột phá. Đạo sĩ Huyền Long tử lắc đầu, cười khổ tôi không biết. Cho dù là tôi, tôi cũng chỉ biết trên cảnh giới chân khí là cảnh giới thần hải, làm sao đạt được, tôi cũng không có chút manh mối nào. Hơn nữa, ngay cả khi có, tôi sẽ không dễ dàng mà nói cho anh. Bí mật về cảnh giới thần hải là một trong những thứ quý giá nhất của mỗi một gia tộc võ thuật và môn phái võ thuật, nó là gốc rễ sức mạnh của môn phái võ thuật lớn. Đường Tuấn gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm, chân khí cảnh đã mạnh mẽ lắm rồi, người luyện đến cảnh giới thần hải phải mạnh đến mức nào chứ, e rằng không thể dùng từ ngữ bình thường để hình dung. Tuy nhiên, anh thấy bằng lòng, biết được có cảnh giới này, anh đã yên tâm rồi, anh sợ nhất là không có mục tiêu để phấn đấu, như con ruồi đâm loạn khắp nơi. Thế giới này thật sự có người luyện võ đạt tới cảnh giới thần hải sao?" Đường Tuấn hỏi. "Chương 250, đây không phải là những gì tôi muốn." Cảnh giới thần hải đương nhiên là gian nan, nhưng với tư chất của cậu của cậu, nói không chừng thật sự thể vượt qua. Đạo sĩ Huyền Long Tử tán thưởng nhìn Đường Tuấn, ở tuổi này của cậu, những người trẻ tuổi có thể đạt đến cảnh giới tu vi này tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất, các cậu luôn tràn đầy tinh lực có rất nhiều thời gian để đi nghiên cứu võ đạo, vậy thì có hy vọng tấn thăng thành một bộ phận của thần hải. Đường Tuấn lắc đầu, thời gian của Hoa Tiểu Nam chỉ còn chưa đến nửa năm nữa. Đối với anh mà nói, vốn dĩ anh không có nhiều thời giờ đi nghiên cứu võ đại như vậy, hơn nữa anh cũng không có cách nào chú tâm hoàn toàn vào đó, bởi vì trên người anh còn gánh nợ máu của cả nhà họ đường. Nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Tuấn, đạo sĩ Huyền Long Tử đột nhiên quát lên, nếu cậu còn muốn đột phá trên con đường võ đạo, vậy thì nhất định phải giữ lấy tấm lòng thành kính nhất một khi bị những chuyện nhân quả ở thế tục quấn lấy thì võ đạo sẽ rất khó tiến lên ông ta là đạo sĩ không dục không cầu chỉ muốn khám phá thế gian giống như trương thiên sư ở núi yên tử một mạch đuổi theo thiên đạo hư vô mờ mịt vũ đương cũng giống như vậy điều mong mỏi chính là được tiêu giao tự tại chỉ có như thế mở có thể đạt được thành tựu trên con đường võ học có hy vọng vào thần hải đường tuấn lắc đầu một lần nữa nói đây không phải là những gì tôi muốn anh không phải người thu đạo anh là đường tuấn anh có gia đình có bạn bè có người yêu tất cả những thứ này anh không thể nào vứt bỏ đạo sĩ huyền long tử thở dài nói tôi hiểu rồi nói thì dễ làm mới khó giống như tôi cũng không bị gông xiềng thế tục quấn thân ai con đường thần hải còn dài có mấy người đi đến được tận cùng chứ lúc này Ánh mắt của đạo sĩ Huyền Long Tử bỗng nhiên lướt qua người Thẩm Ngọc Nhu, trên mặt ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta vươn tay ra, giống như điện giật mà nắm lấy tay của Thẩm Ngọc Nhu. Không ngờ thật sự có loại cơ thể khác thường bẩm sinh như này sao? Đạo sĩ Huyền Long Tử thu tay lại, ông ta ra tay cực nhanh, đến mức Thẩm Ngọc Nhu cũng không kịp phản ứng lại. Cơ thể khác thường trời sinh sao? Đường Tuấn không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu đạo sĩ Huyền Long Tử đang nói đến cái gì. Đạo sĩ Huyền Long Tử gật đầu, từ từ giải thích, võ giả luyện võ đều phải không ngừng khổ tu suốt một năm bốn mùa, tranh thủ thời gian có hạn của sinh mệnh mà tự mình đột phá. Nhưng có ít người được yêu ái, được trời cao chiếu cố, vừa sinh ra đã mang trong mình loại thể chất mạnh mẽ, chỉ cần tu luyện một chút cũng đã sánh ngang với mấy năm khổ công của người khác. Trời xanh đúng là bất công. Vẻ mặt của đường Tuấn lộ ra vẻ khác thường, nói, đạo trưởng, ý ông muốn nói là Ngọc Nhu có được thể chất trời cao yêu ái sao? Đạo sĩ huyền long tử hơi do dự, một lát sau mới nói, thật ra tôi cũng không dám khẳng định. Mấy năm trước tôi cũng đã gặp một người có cơ thể khác thường bẩm sinh, nhưng hình như thể chất của người đó không quỷ dị mà mạnh mẽ như cô gái đứng trước mặt đây. Hơn nữa, Phúc và họa luôn làm bạn với nhau, mặc dù lão đạo không giỏi y thuật nhưng cũng có thể nhận ra cơ thể của cô gái này giống như nỏ mạnh kéo hết đà. Tất nhiên thể chất của cô có thể đem lại cho cô sự thiên phú mà người thường khó có thể tưởng tượng được, nhưng nếu không tiến hành dẫn đường, loại thiên phú này ngược lại sẽ ăn mòn thân thể của cô. Cuối cùng sẽ khiến cô phải chết sớm. Đạo trưởng có phương pháp dẫn đạo không? Vẻ mặt đường Tuấn nghiêm lại, hỏi. Đạo sĩ Huyền Long Tử đã nói suy đoán của ông chắc đến 89 phần 10, vậy nên anh sẽ không nghi ngờ. Đạo sĩ Huyền Long Tử lắc đầu, nói không có. Càng có thể chất mạnh mẽ thì cách dẫn đạo càng quý giá có thể là một loại công pháp dành riêng cho cô, cũng có thể là pháp môn nhân tiên ở cảnh giới thần hải tự sáng tạo ra. Trời xanh bất công, nhưng cũng rất công bằng, tạo ra bọn họ với thể chất mạnh mẽ, nhưng nếu muốn biến đổi nó để bản thân sử dụng thì lại khó hơn so với người thường gấp trăm nghìn lần. Ánh mắt của ông ta bỗng nhiên sáng người có thần, sáng đến đáng sợ, nói chẳng qua là cô gái này hình như thật sự có thể dẫn hàn khí trong cơ thể, trong vòng 30 năm có thể thăng cấp lên cảnh giới thần hải audio điện tử võ tấn bền hết chương 250